Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 103. Nếu thật sự đánh nhau, thế lực ngang nhau. Bên của Trình Vĩ Khang có Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên, Thần Phù Linh Tông Thẩm Bạch, Bách Luyện Sơn Trang Lưu Giật Trần, nhìn qua có vẻ như bốn thánh địa lớn liên hợp, nhưng thật ra Thần Phù Linh Tông Thẩm Bạch chia riêng. Bên Dương Bách Xuyên có Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều, ba đánh bốn, nhìn qua nhỏ yếu, nhưng lại có lực lượng chống lại. Cho nên lúc này Mai Hoa Tiên Tử không ngăn cản, hai bên đánh cũng được, không đánh cũng được, nàng ta đều có lợi. Xoay người dẫn theo người bước vào tế đàn. Sau khi tượng đá Kim Xí Thiên Ưng vỡ nát, trận truyền tống đi đến hành cung tiếp theo đã mở ra. Rất nhanh Mai Hoa Tiên Tử đã dẫn theo người biến mất. Giữa sân còn có U Linh Chi Đô Minh Du Nhiên và Đao Chủng Khương Thế Long đứng ở một bên xem kịch vui. Minh Du Nhiên đeo khăn che mặt, lộ ra một đôi mắt ngăm đen tỏa sáng, nàng ta nhìn Mai Hoa Tiên Tử bước vào trận truyền tống, vung tay lên cũng bước vào theo. Du Nhiên sư muội, chờ ta với. Ngay sau đó, Đao Chủng Khương Thế Long cũng đuổi theo, rời đi Thiên Ưng hành cung. Hai người này không phải kẻ ngốc. Đều nhìn ra không phải Mai Hoa Tiên Tử sợ Trình Vĩ Khang, mà là đang bảo tồn thực lực, bởi vì càng đi xuống, Thất Tinh hành cung càng thêm nguy hiểm, thực lực ai mạnh thì người đó có thể chiếm ưu thế chủ đạo. Giống như suy nghĩ của Mai Hoa Tiên Tử, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng hy vọng Trình Vĩ Khang và Dương Bách Xuyên chém giết lẫn nhau, hao tổn thực lực. Còn Dương Bách Xuyên, thật ra trong vô thức, Minh Du Nhiên cảm thấy Dương Bách Xuyên sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa nàng ta có dự cảm, dám người Trình Vĩ Khang sẽ thiệt lớn. Thỉnh thoảng trực giác của người tu chân rất linh nghiệm, trong chín thánh địa lớn, tu sĩ U Linh Chi Đô các nàng có trực giác vượt xa tu sĩ tầm thường về phương diện này. Vốn dĩ Minh Du Nhiên cũng muốn có được truyền thừa biến hóa chí tôn, nhưng ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã rất cảnh giác nàng ta, điều này khiến Minh Du Nhiên rất buồn bực. Trước mắt mấy người Trình Vĩ Khang đang gây rối, Minh Du Nhiên lại cảm thấy rất vui mừng. Người của ba thánh địa lớn rời đi. Dương Bách Xuyên vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện. Nhưng Mộ Trường Phong đã dẫn theo người Trường Sinh Điện và đám người Trình Vĩ Khang đã đánh lên. Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên đã khó chịu với Mộ Trường Phong từ lâu, ngay từ đầu đã muốn đánh bại Mộ Trường Phong, lúc này cũng được như ý nguyện, hắn ta ở lại giúp Trình Vĩ Khang là vì cục diện song thắng, tìm về mặt mũi từng suy tàn trong tay Mộ Trường Phong. Còn có thể làm Vạn Linh Thánh Địa và Thần Phù Linh Tông thiếu ơn tình. Ngay từ giây đầu của trận chém giết, Mộc Ngưng Hiên đã xông lên đánh Mộ Trường Phong. Hiên Viên Hoàng Triều Hiên Viên Linh Hề đánh với Bách Luyện Sơn Trang Lưu Giật Trần, suy nghĩ của Lưu Giật Trần cũng không khác Mộc Ngưng Hiên mấy, đơn giản là bắt tay với Vạn Linh Thánh Địa và Thần Phù Linh Tông vì để Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch thiếu ơn tình. Lục Yên Chi đứng chắn trước mặt Dương Bách Xuyên, đối mặt với Trình Vĩ Khang. Nàng ta dùng ách nạn chi độc bao phủ Dương Bách Xuyên, hình thành một lớp phòng hộ bảo vệ Dương Bách Xuyên, khởi động độc công đến cực hạn, chiến đấu với Trình Vĩ Khang. Lúc này sắc mặt của Trình Vĩ Khang cực kỳ dữ tợn, từng con rắn nhỏ trên người tấn công Lục Yên Chi, long xà chín màu kịch độc không hề sợ hãi khi đối mặt với Lục Yên Chi. Điểm yếu duy nhất là pháp lực của Lục Yên Chi không bằng Trình Vĩ Khang, mấy lần giao thủ, bị đối phương chạm vào làm Lục Yên Chi bị thương không nhẹ. Nhưng độc sau khi ách nạn độc thể đại thành của nàng ta cũng không phải thứ mà long xà chín màu của Trình Vĩ Khang có thể so được, thường xuyên dính phải ách nạn chi độc của Lục Yên Chi, một long xà chín sắc hóa thành một bãi máu loãng. Cũng vì vậy khi đánh với Lục Yên Chi, Trình Vĩ Khang bó tay co chân, trong lòng rất buồn bực. Thú Ngũ Hành đánh với Lãnh Tiêu Giật, từng người của hai bên đánh với người mạnh nhất. Nhưng so với Lãnh Tiêu Giật độ kiếp đại viên mãn, Thú Ngũ Hành vẫn yếu một chút. Chưa đến ba chiêu, Thú Ngũ Hành đã bị Lãnh Tiêu Giật đánh đến mức kêu to, tình huống rất không lạc quan. Tám đệ tử của Trường Sinh Điện hóa thành pháp tướng thần thông, hóa hình ra người khổng lồ cao chín trượng, đây đều là thần thông pháp tướng riêng biệt của Trường Sinh Điện. Thần thông của Trường Sinh Điện chính là Trường Sinh Chí Tôn bản cải tiến trong thần thông, cho nên pháp tướng có chút khác với người khổng lồ 30 mét của Dương Bách Xuyên, nhưng lại khuynh hướng về chiến đấu, biến hóa 9981 ấn. Tám đệ tử Trường Sinh Điện hóa thân pháp thân chín trượng, đứng xung quanh Dương Bách Xuyên, bao vây Dương Bách Xuyên ở chính giữa. Nhưng tầng phòng ngự thô ráp này chỉ có thể ngăn cản được số lượng,
đối tượng mà đám đệ tử Trường Sinh Điện ngăn cản là 10 tên đệ tử độ kiếp đại viên mãn của Vạn Linh Thánh Tông, hai bên đánh nhau túi bụi. Còn đệ tử Hiên Viên Hoàng Triều đánh với người của Bách Luyện Sơn Trang. Ban đầu thế lực trong sân nhìn như ngang nhau, nhưng thật ra bên của Dương Bách Xuyên lại đang ở thế yếu, không chiếm ưu thế về số lượng. Còn có một Thẩm Bạch. Các đệ tử bị Lục Yên Chi độc chết nên tiểu tử này hận chết Lục Yên Chi. Thẩm Bạch lấy ra một đống bùa chú, tấn công Lục Yên Chi, hắn ta muốn đánh vỡ tầng độc khí bảo vệ trên người Dương Bách Xuyên, đánh chết Dương Bách Xuyên. Rất nhanh sau khi Thẩm Bạch bỏ vốn gốc, tầng phòng ngự của Lục Yên Chi xuất hiện vết rách. Trình Vĩ Khang cũng nắm bắt cơ hội, nện vào ngực của Lục Yên Chi. Phụt! Lục Yên Chi bị thương nặng, ngã trên mặt đất phun máu. Chết đi, nha đầu thối! Thẩm Bạch nắm lấy cơ hội, dồn toàn lực về bàn tay đánh xuống đầu Lục Yên Chi. Lúc này Lục Yên Chi hoàn toàn không có cơ hội chống lại, nhìn một trưởng mang theo khí thế mạnh mẽ đánh về phía đầu của mình, thở dài trong lòng, Dương đại ca, ta đã cố gắng. Sau đó Lục Yên Chi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Chi, gào gào. Đúng giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Lục Yên Chi nghe thấy tiếng thét dài. Là tiếng thét tức giận của chồn nhỏ. A. À. Sau đó xông vào trận chiến. Lục Yên Chi mở to mắt, lúc này chồn nhỏ biến to gấp 10 lần, giống như một con mãnh hổ đứng chắn trước người Lục Yên Chi. Trong miệng ngậm một cánh tay máu chảy đầm đìa. Thẩm Bạch ôm cánh tay ngồi xổm dưới đất. Lúc này Lục Yên Chi mới lấy lại phản ứng, chồn nhỏ cắn đứt cánh tay của Thẩm Bạch, cứu nàng ta một mạng. Lông tóc màu vàng trên người chồn nhỏ dựng ngược, nhào về phía Thẩm Bạch, tiếng gầm như sấm vang, kinh sợ thần hồn. Lục Yên Chi không ngờ chồn nhỏ còn sẽ biến thân, còn biến to như mãnh hổ. Khụ khụ. Lục Yên Chi kích động, ho khan phun ra máu. Nàng ta bị Trình Vĩ Khang đánh thẳng vào ngực, bị thương rất nặng. Đi chết đi, âm thanh tàn nhẫn của Trình Vĩ Khang vang lên trước mặt Lục Yên Chi. Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch liên hợp đối phó với Lục Yên Chi, hiện tại Thẩm Bạch bị chồn nhỏ quấn lấy, nhưng Trình Vĩ Khang lại vọt lại đây thế muốn giết chết Lục Yên Chi. Trình Vĩ Khang biết nữ tử tiên thiên độc tu này rất lợi hại, nên muốn giết chết nàng ta nhân lúc nàng ta bị thương. Ngươi rất đáng chết. Khi Trình Vĩ Khang lao đến cách Lục Yên Chi 3 mét, một âm thanh khiến hắn ta như rơi xuống hố băng vang lên, sau đó Trình Vĩ Khang chỉ cảm thấy ánh sáng bạc trước mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng chói đến mức khiến hắn ta vô thức nhắm lại. Phụt! Một tiếng vang nặng nề, Trình Vĩ Khang cảm thấy cơn lạnh lẽo lan ra khắp người. Khi mở mắt, phát hiện Dương Bách Xuyên đã xuất hiện, đỡ Lục Yên Chi lên. Dương Bách Xuyên, ngươi, a! À. Trình Vĩ Khang hoảng sợ phát hiện nguyên thần của hắn ta xuất khiếu, thân thể chia thành hai nửa. Thấy được mọi thứ trong cơ thể. Nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Trình Vĩ Khang hiểu ra là Dương Bách Xuyên xuất hiện, một kiếm này vượt quá tưởng tượng của hắn ta, khiến hắn ta không cảm nhận được đau đớn, thân thể đã bị Dương Bách Xuyên chia thành hai nửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa định há mồm, nguyên thần trực tiếp bay lên. Trình Vĩ Khang hoảng sợ hét lên, sau đó nguyên thần biến mất 4/5, hoàn toàn mất đi ý thức. Một kiếm của Dương Bách Xuyên không chỉ phá hủy thân thể của Dương Bách Xuyên, cũng phá hủy nguyên thần của hắn ta, không hề đau đớn, khi phản ứng lại mới cảm thấy đau đớn, nhưng tất cả đều đã muộn. Lúc này Trình Vĩ Khang bị Dương Bách Xuyên đánh bại trong một kiếm. Dương Bách Xuyên luyện hóa yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương, nguyên thần mạnh lên gấp đôi. Mặc dù pháp lực không tăng, nhưng lực lượng thần hồn lại không thể khinh thường. Tu luyện đến độ kiếp, không chỉ mỗi chân khí quan trọng, nguyên thần cường đại cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt sau khi đến độ kiếp, lực lượng nguyên thần cường đại làm thực lực tổng thể tăng lên rất nhiều. Dương Bách Xuyên đạt được yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng, mặc dù chỉ là lực lượng còn sót lại, nhưng Kim Sí Thiên Ưng Vương chính là thiên yêu tầng 8, tầng 9 là cực hạn. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết thiên yêu tầng 8 chia thành bao nhiêu cấp bậc, nhưng thiên yêu tầng 1 có thể sánh ngang với phi thăng cảnh của nhân tộc, thiên yêu tầng 8 đã vượt xa cực hạn của tu chân, không thể tưởng tượng. Cho nên sau khi Dương Bách Xuyên luyện hóa, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt.
Sau khi nguyên thần lớn mạnh có thể phát ra lực lượng thần hồn vượt xa tưởng tượng. Mặc dù Dương Bách Xuyên đang tu luyện nhưng vẫn chú ý tình hình chém giết ở bên ngoài. Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lực lượng của yêu hồn Châu Kim Xí Thiên Ưng Vương quá khổng lồ, không thể luyện hóa trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể thúc giục nguyên thần đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Khi Lục Yên Chi bị Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch tấn công bị thương nặng, Dương Bách Xuyên còn thiếu một chút nữa mới luyện hóa xong, vội vàng truyền âm cho Chồn Nhỏ. Hắn cũng không mong chờ Chồn Nhỏ có thể giết địch, chỉ mong Chồn Nhỏ có thể tranh thủ thời gian cho hắn, nhưng không ngờ Chồn Nhỏ lại biến thân. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Chồn Nhỏ biến thân giống như trước đây, chỉ là thân thể biến to hơn mấy lần. Trước kia cũng chỉ to như mèo hoặc to như chó, nhưng lần này thân thể lại biến to gần 3 mét, nhìn như mãnh hổ. Tứ chi sắc bén dài nửa thước, giống như dao nhỏ, lấy tốc độ sét đánh cắn đứt tay của Thẩm Bạch, cứu Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên biết huyết mạch của Chồn Nhỏ lại tăng lên. Từ trước đến nay, bộ dáng đáng yêu nhỏ xinh của Chồn Nhỏ làm Dương Bách Xuyên xem nhẹ thiên phú và thực lực của nó, đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ Chồn Nhỏ. Thầm than, Chồn Nhỏ năm đó đã trưởng thành. Sư phụ từng nói Chồn Nhỏ có huyết mạch phi thiên thần Chồn dị chủng hồng hoang, chỉ cần không ngừng tiến hóa huyết mạch phản tổ, tương lai có hy vọng tiến hóa thành phi thiên thần Chồn. Trước kia Dương Bách Xuyên không cảm thấy, nhưng bây giờ hắn biết điều đó có khả năng. Sau khi Chồn Nhỏ cắn nứt tay của Thẩm Bạch lại lao về phía hắn ta, dù là tốc độ hay lực lượng đều chứng tỏ một điều, Thẩm Bạch xong rồi. Lúc này Trình Vĩ Khang ra đòn chết với Lục Yên Chi đã hoàn toàn chọc giận Dương Bách Xuyên. Đúng lúc hoàn thành luyện hóa Yên Hồn Châu, tỉnh lại, cầm kiếm đồ long giết chết Trình Vĩ Khang. Nhưng chính Dương Bách Xuyên cũng không ngờ đến chính mình có thể đánh bại Trình Vĩ Khang trong một kiếm. Nghĩ lại thật ra cũng nằm trong dự đoán, chỉ nói về lực chiến đấu, sau khi tu vi của hắn lên đến độ kiếp cũng đã trở thành vô địch trong cùng cảnh giới, đồng thời cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Sau khi luyện hóa Yêu Hồn Châu của Kim Xí Thiên Ưng Vương, lực lượng thần hồn của hắn cũng xảy ra biến hóa, khoảnh khắc dùng lực lượng thần hồn khởi động kiếm đồ long, dường như kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long có chút khác. Ban đầu Dương Bách Xuyên không chú ý, sau khi đánh bại Trình Vĩ Khang, Dương Bách Xuyên cảm nhận kiếm đồ long trong tay mới phát hiện, kiếm khí huyền hoàng tăng lên một cấp. Hắn biết tất cả đều do sự cường đại của nguyên thần, bởi vì hắn đã luyện hóa hấp thu yêu hồn châu của Kim Xí Thiên Ưng Vương. Tóm lại bây giờ hắn có vô hạn tự tin. Nhưng điều làm hắn vui sướng nhất là thần thông có được sau khi luyện hóa yêu hồn châu của Kim Xí Thiên Ưng Vương. Đây là thu hoạch tốt nhất mà hắn có được. Truyền thừa này chính là thiên phú truyền thừa của Kim Xí Thiên Ưng Vương. Nếu người khác có được, đừng mong tu luyện thành công, nhưng Dương Bách Xuyên lại luyện hóa yêu hồn châu của Kim Xí Thiên Ưng Vương, tương đương gieo hạt giống thần thông trong cơ thể hắn. Luyện hóa yêu hồn châu, đồng thời đạt được tư cách tu luyện vận hàng công pháp. Hơn nữa sau lưng hình thành con đường vận chuyển kinh mạch, đây mới là món quà lớn nhất mà Kim Xí Thiên Ưng Vương ban cho hắn. Dùng lực lượng yêu hồn vận hành cánh chim, dùng chân khí chống đỡ, có thể diễn biến ra ở sau lưng. Đây là thần thông phi hành. Thần thông này có thể phi hành ở Thái Hoang, có thể phi hành tại hành cung, không bị pháp tắc Thái Hoang áp chế. Bởi vì Kim Xí Thiên Ưng Vương chính là sinh linh của thượng cổ Thái Hoang, pháp tắc Thái Hoang không hạn chế với Thiên Ưng. Dương Bách Xuyên đạt được truyền thừa của Kim Xí Thiên Ưng Vương, bây giờ trong nguyên thần của hắn có hơi thở của Kim Xí Thiên Ưng Vương, tương đương nhảy ra khỏi sự áp chế của pháp tắc Thái Hoang. Pháp tắc Thái Hoang chỉ nhằm vào sinh linh bên ngoài. Như vậy Dương Bách Xuyên lại có một con át chủ bài mới, hơn nữa con át chủ bài này còn là thần thông phi hành, vượt qua sự hạn chế của pháp tắc Thái Hoang. Sau khi Trình Vĩ Khang chết, Dương Bách Xuyên đỡ Lục Yên Chi lên, nhìn thấy trước ngực của Lục Yên Chi lõm xuống, cực kỳ đau lòng, mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Lục Yên Chi sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Vội vàng cho Lục Yên Chi ăn một giọt nước sinh mệnh, Yên Chi, ngươi đi vào không gian hồ Càn Khôn dưỡng thương, để ta đối phó nơi này. Lục Yên Chi biết lúc này nàng ta không thể giúp được gì, nàng ta có thể dùng tu vi độ kiếp sơ kỳ chống chọi với hai cao thủ Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch đến bây giờ, nếu không phải nhờ ách nạn độc thể đã bị giết từ lâu. Gật đầu, nói, Dương đại ca, ngươi cẩn thận. Ta biết,
chữa thương cho tốt, đừng lo lắng. Dương Bách Xuyên nói xong thu Lục Yên Chi vào hồ Càn Khôn. Sau đó liếc nhìn khắp nơi. Lúc này tình hình chiến đấu trong sân đã bước vào giai đoạn gay cấn, mấy chục người đang chém giết lẫn nhau. Gào! Thú ngũ hành phát ra tiếng gầm thảm thiết, bay ngược phun máu, đả tiên thạch hét lên lăng xuống tế đàn, thú ngũ hành và đả tiên thạch hợp lực cũng không phải đối thủ của Lãnh Tiêu Dật. Hướng thú ngũ hành bay đến là phía Dương Bách Xuyên đang đứng, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả người của thú ngũ hành tràn đầy miệng vết thương vỡ nát, biết nó bị đánh thảm đến mức nào. Vung tay thu thú ngũ hành vào không gian hồ Càn Khôn, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Lãnh Tiêu Dật. Lãnh Tiêu Dật không ra con rơi được, trực tiếp đuổi theo đánh thú ngũ hành. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, thú ngũ hành biến mất, Lãnh Tiêu Dật dừng chân, sắc mặt đen như mực. Vừa rồi hắn ta nhìn thấy Trình Vĩ Khang bị Dương Bách Xuyên giết chết, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, gằn giọng nói, ngươi, đáng chết. Sau lưng Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng vàng, quần áo nứt vỡ, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng dài 3 mét, nhìn Lãnh Tiêu Dật, gằn từng chữ nói, ngươi càng đáng chết hơn. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, sử dụng thần thông của Thiên Ưng Kim Xí. Lúc này hắn đã ra tay, bởi vì đám người thánh địa bắt nạt người quá đáng. Mình cứ tránh né, bọn họ lại tưởng mình sợ bọn họ. Dương Bách Xuyên muốn cho những thánh địa này biết không phải người thánh địa bọn họ chiếm hết lý trên thế gian, không phải bọn họ muốn giết ai thì giết, lại càng không phải bọn họ có thể quyết định sự sống chết của người khác. Thế gian này vĩnh viễn là kẻ mạnh làm vua. Hắn muốn cho những đệ tử thánh địa này biết, Dương Bách Xuyên là cường giả. Xét về thực lực, hắn không hề kém những đệ tử thánh địa bọn họ, thậm chí còn giỏi hơn. Đối mặt với Lãnh Tiêu Dật, Dương Bách Xuyên không hề lơ là. So với Trình Vĩ Khang, Lãnh Tiêu Dật mới là đối thủ. Lãnh Tiêu Dật là cao thủ độ kiếp đại viên mãn, hơn nữa trước đó hắn ta biến thành con rơi có thực lực vô cùng mạnh. Nhưng trong tay Dương Bách Xuyên lại có pháp trượng vạn linh là khắc tinh của hắn ta. Lúc này, Lãnh Tiêu Dật đối mặt với Dương Bách Xuyên cũng không dùng ngự thú hợp nhất, bởi vì hắn ta biết Dương Bách Xuyên mà lấy ra pháp trượng vạn linh thì ngự thú hợp nhất của mình sẽ mất tác dụng. Nhưng giờ đây Lãnh Tiêu Dật dự định bất chấp tất thảy, liều chết với Dương Bách Xuyên đến cùng là sự lựa chọn duy nhất của hắn ta. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã giết Trình Vĩ Khang. Ở Thánh Địa Vạn Linh, Trình Vĩ Khang là ông trời con, là đứa con trai được Vạn Linh Thánh Mẫu yêu thương nhất. Nhưng bây giờ Trình Vĩ Khang đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Trước khi Lãnh Tiêu Dật đến đây, Vạn Linh Thánh Mẫu đã dặn dò hai điều. Một là bảo vệ Trình Vĩ Khang an toàn, hai là lấy lại pháp trượng Vạn Linh. Mà bây giờ Trình Vĩ Khang đã bị giết, pháp trượng Vạn Linh cũng không lấy lại được, Lãnh Tiêu Dật không hoàn thành được nhiệm vụ nào. Sau khi trở về, hắn ta chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn chỉ có ba con đường. Một là lấy lại pháp trượng Vạn Linh trong tay Dương Bách Xuyên, hai là chết trong tay Dương Bách Xuyên, ba là giết Dương Bách Xuyên. Tóm lại là hắn ta không thể trở về tay không. Lãnh Tiêu Dật trông thấy sau lưng Dương Bách Xuyên phát ra ánh sáng vàng, mọc ra một đôi cánh vàng, sắc mặt hắn ta trở nên nặng nề. Hắn ta cảm nhận được hiện tại Dương Bách Xuyên vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn ta không có đường lui. Chỉ có thể liều chết chiến đấu. Lãnh Tiêu Dật thôi động chân nguyên trong cơ thể, khí tức và sức mạnh toàn thân lên đến đỉnh phong, sẵn sàng đón địch. Thiên Ưng Kim Xí sau lưng Dương Bách Xuyên đã hình thành, hắn thầm niệm trong đầu để thôi động Kim Xí. Ầm ầm. Trong tiếng chim hót, thân hình Dương Bách Xuyên hóa thành mấy chục bóng mờ chồng chéo. Đây là biểu hiện của tốc độ nhanh tới cực hạn. Dưới hoạt động của thần hồn mạnh mẽ và chân khí, kiếm đầu long trong tay hắn chém mạnh về phía Lãnh Tiêu Dật, hoàn toàn là đối chiến trực diện. Hắn muốn biết sau khi nguyên thần mạnh lên, sức mạnh thần hồn điều khiển kiếm đầu long, thực lực của mình có thể lấy cứng trọi cứng với đám đệ tử thánh địa này hay không, tất nhiên là trong cùng cảnh giới. Lãnh Tiêu Dật thấy một kiếm này của Dương Bách Xuyên vô cùng đơn giản, gần như là chém thẳng tới không có gì phức tạp. Chỉ là một chiêu kiếm hết sức bình thường mà thôi. Nhưng lại mang đến cho hắn ta áp lực như núi. Trong cảm nhận của Lãnh Tiêu Dật, kiếm khí phát ra từ một kiếm này của Dương Bách Xuyên đã khóa chặt xung quanh hắn ta không thể tránh né, chỉ có thể cố chống đỡ. Hơn nữa, Lãnh Tiêu Dật biết cho dù mình muốn tránh cũng không tránh được,
bởi vì tốc độ vỗ cánh của Kim Sí sau lưng Dương Bách Xuyên đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Hiện tại Dương Bách Xuyên có Kim Sí trên người, Lãnh Tiêu Dật biết với tốc độ này của Dương Bách Xuyên, mình không thể tránh thoát. Lãnh Tiêu Dật cảm nhận được kiếm khí sắc bén đến mức có thể xé rách không khí, toàn thân hắn ta hơi run rẩy. Hắn ta thầm niệm trong đầu, tức thì trên người phát ra ánh sáng bạc, một bộ lân giáp dày xuất hiện. Đây là một công pháp thần thông mà đệ tử Thánh Địa Vạn Linh tu luyện. Chiến giáp dung hợp từ thú lân giáp là phòng ngự lân giáp mạnh nhất, có thể so với chiến giáp địa tiên. Đây là loại chiến giáp phòng ngự cao cấp được nuôi dưỡng trong cơ thể, có thể xuất hiện theo ý muốn. Thật ra bộ chiến giáp yêu thú này của Lãnh Tiêu Dật vẫn chưa được nuôi hoàn thiện, lẽ ra không thể sử dụng, nếu hư hại thì bộ chiến giáp yêu thú mà hắn nuôi dưỡng suốt hơn 300 năm này sẽ hỏng hoàn toàn, công sức nuôi dưỡng trong hơn 300 năm dòng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng lúc này, thần hồn của Lãnh Tiêu Dật đang run rẩy, hắn ta không dùng bộ lân giáp này thì không được. Trong ánh sáng bạc lấp lánh, Dương Bách Xuyên nhìn thấy y phục của Lãnh Tiêu Dật đã rách toạc, từng lớp vảy mọc ra từ cổ giống như vảy cá, nhưng mỗi chiếc vảy to bằng bàn tay trẻ con. Keng! Một kiếm của Dương Bách Xuyên chém xuống nhưng bị Lãnh Tiêu Dật tóm lấy, phát ra tiếng keng. Tia lửa văng tứ tung, bấy giờ Dương Bách Xuyên mới thấy rõ tay của Lãnh Tiêu Dật đã biến thành móng vuốt của dị thú. Tuy nhiên, Lãnh Tiêu Dật đã xem nhẹ uy lực của một kiếm này. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ hiện tại kiếm đồ long sắc bén hơn hắn tưởng. Một giây sau, móng vuốt dị thú của Lãnh Tiêu Dật bắt đầu chảy máu. Tiếp đó, móng vuốt dị thú của hắn ta đứt lìa từ gan bàn tay, rơi xuống đất. Lãnh Tiêu Dật bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém đứt nửa bàn tay. Hơn nữa, lúc này Lãnh Tiêu Dật cảm thấy ngực lạnh lẽo. Đến khi hắn hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy lồng ngực bắt đầu chảy máu. Một kiếm của Dương Bách Xuyên không chỉ chém đứt nửa bàn tay đã yêu hóa của hắn ta, mà kiếm khí còn xuyên thủng lồng ngực, phá hủy bộ chiến y lân giáp mà hắn ta nuôi dưỡng 300 năm. Lãnh Tiêu Dật cảm nhận được sự sống đang trôi dần. Hắn ta gian nan ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên, ngươi. Rất mạnh. Chữ cuối cùng được thốt ra, Lãnh Tiêu Dật chỉ cảm thấy ý thức càng lúc càng suy yếu, nguyên thân đang từ từ tan biến. Một kiếm của Dương Bách Xuyên không chỉ phá hủy nhục thể và chiến y lân giáp của hắn ta, mà còn phá hủy nguyên thần của hắn ta. Lúc hấp hối, Lãnh Tiêu Dật nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, so với Trình Vĩ Khang, người đáng để ta tôn trọng, ít nhất là người chiến đấu quang minh chính đại không lùi bước. Chỉ với điểm này, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây, yên tâm đi đi. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong câu này, Lãnh Tiêu Dật bỗng trợn to mắt, ngã rầm ra đất. Hoàn toàn mất hết sự sống. Lãnh Tiêu Dật trở thành người thứ hai chết dưới kiếm của Dương Bách Xuyên. Tuy là đánh trực diện nhưng vẫn không đỡ được một kiếm của Dương Bách Xuyên. Lúc này mọi người vẫn chém giết rung trời, đệ tử các phe đều có thương vong. Tính ra thì đệ tử Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên thương vong nhiều hơn. Dù sao hai phe này cũng phải đối kháng với ba phe Thiên Kiếm Sơn, Thánh Địa Vạn Linh và Bách Luyện Sơn Trang. Trong trường hợp thực lực tu vi không chênh lệch nhiều, ưu thế về nhân số sẽ lộ rõ. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn toàn trường, thấy Mộ Trường Phong đánh với Mộc Ngưng Hiên, Hiên Viên Linh Hề đánh với Lưu Dật Trần. Đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh và Thiên Kiếm Sơn hợp tác tấn công, Trường Sinh Điện đã có 4 người mất mạng. Hiện tại đệ tử Trường Sinh Điện đã rơi vào thế yếu. Không biết con trồn đã kết cục trận chiến từ bao giờ, Thẩm Bạch bị con trồn phanh thây. Vô cùng thê thảm. Dương Bách Xuyên thôi động Kim Sí, bay về phía Thánh Địa Vạn Linh. Thần Phù Linh Tông đã chết hết, Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật của Thánh Địa Vạn Linh cũng đã bị hắn giết, vậy thì tiến luôn 5 đệ tử còn lại của Thánh Địa Vạn Linh lên Tây Thiên đi. Và cả người của Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang. Cũng tính sổ luôn. Dương Bách Xuyên hóa thành bóng mờ chồng chéo, đi tới phía sau một đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh, thẳng tay vung kiếm. Phụt. Một kiếm xuyên tim. Tên đệ tử độ kiếp đại viên mãn của Thánh Địa Vạn Linh này ngã xuống trong vũng máu. Tuy cùng là độ kiếp đại viên mãn, nhưng thực lực của những đệ tử này kém xa Lãnh Tiêu Dật và Trình Vĩ Khang, không đỡ nổi một kiếm của Dương Bách Xuyên. Huống chi tên họ Dương nào đó còn đánh lén sau lưng. Một lần khó tránh. Lúc này, một đệ tử khác của Thánh Địa Vạn Linh đã nhận ra,
mặt mày biến sắc, vung một kiếm chém Dương Bách Xuyên. Keng! Dương Bách Xuyên dễ dàng đỡ chiêu, thôi động lực nguyên thần cường đại. Kiếm đầu long biến thành vũ khí lợi hại, ngay từ đầu đã bộc phát sức mạnh bất phàm. Thanh kiếm trong tay đối phương gãy lìa. Sau đó, Dương Bách Xuyên thôi động kim xí, biến mất tại chỗ, vòng ra phía sau tên đệ tử này, chém bay đầu đối phương. Lúc này những người khác mới nhận ra Dương Bách Xuyên là người mà bọn họ không thể địch lại. Ba đệ tử thánh địa Vạn Linh còn lại thấy lãnh sư huynh của mình đã bị Dương Bách Xuyên giết từ lúc nào, tức thì sợ hãi. Một người trong số đó quả quyết nói, đi thôi. Tên đệ tử này dứt khoát sử dụng huyết độn chạy trốn, nháy mắt đã tới rìa tế đàn, bỏ chạy dọc theo núi Thiên Ưng như cột trống trời. Hai đệ tử thánh địa Vạn Linh kia cũng biết Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật đã chết, không còn hy vọng, lúc này không trốn thì chỉ còn đường chết. Bọn họ phản ứng chậm, không quả quyết như tên đệ tử đã trốn thoát, không sử dụng huyết độn, trong lúc chạy trốn đã bị Dương Bách Xuyên thôi động kim xí đuổi theo, chém hai phát kiếm lấy mạng. Đến lúc này, xem như thánh địa Vạn Linh đã bị tiêu diệt toàn quân. Thánh địa Vạn Linh chỉ có một đệ tử dùng huyết độn chạy trốn, nhảy từ tế đàn xuống núi Thiên Ưng. Hắn ta có thể sống sót hay không còn là một ẩn số, không đáng lo ngại. Thần Phù Linh Tông chỉ còn một mình Thẩm Bạch, nhưng hắn ta bị con trồn thi triển sức mạnh chém thành ngàn mảnh, cũng bị tiêu diệt. Xem như người của hai thánh địa này đã bị Dương Bách Xuyên giết sạch. Lúc này tầm mắt của Dương Bách Xuyên dừng trên người mấy đệ tử của Thiên Kiếm Sơn. Hắn chẳng có chút hảo cảm gì với Thiên Kiếm Sơn cả. Mộc Ngưng Hiên năm lần bảy lượt nhằm vào hắn khiến hắn rất tức giận. Hiện tại đệ tử Thiên Kiếm Sơn còn 7 người, đang đánh nhau với đệ tử Trường Sinh Điện. Dương Bách Xuyên ngùn ngụt sát khí, đã mở sát giới. Đằng nào cũng đã đắc tội hai thánh địa, hắn không ngại tiêu diệt thêm đệ tử của một thánh địa nữa. Đắc tội với một thế lực cũng là đắc tội, đắc tội với 10 thế lực vẫn là đắc tội. Huống chi cho dù hắn nén giận, người ta vẫn cứ nhắm vào hắn. Đã vậy thì giết cho xong. Tốt nhất là giết sạch toàn bộ những đệ tử thánh địa có địch ý với mình, như vậy thì ít ra hắn sẽ bớt gặp nguy hiểm trong hành cung Thất Tinh Thiên Yêu. Về phần sau khi ra ngoài mấy thánh địa có gây rắc rối cho mình hay không, đó là chuyện sau khi ra ngoài. Xưa nay Dương Bách Xuyên hắn chưa bao giờ chịu uy hiếp. Tên họ Dương nào đó đối đầu với nhiều đệ tử thánh địa như vậy là bởi vì hiện tại hắn có tự tin. Điều hắn không ngờ là sau khi hấp thụ và luyện hóa yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương, thứ tăng cường mạnh nhất trên người mình lại là kiếm đồ long. Từ sau khi lấy được kiếm đồ long, Dương Bách Xuyên vẫn chưa nghiên cứu được thấu đáo. Ngay cả sư phụ cũng không nhìn thấu kiếm đồ long chứ đừng nói chi đến hắn. Hơn nữa, ngay cả bình càn khôn cũng không thể thu kiếm đồ long vào bên trong. Hắn chỉ có thể nuôi dưỡng trong người, thật sự rất thần bí. Dương Bách Xuyên lấy được kiếm đồ long dưới đáy hồ tiên nữ ở quê, lúc đó hắn tìm được nó trên người một con giao long. Về sau ở bí địa Trường Bạch, Phong Vân Thần Khuyển bị giam cầm trong động Hắc Liên vừa nhìn đã nhận ra thanh kiếm đồ long trong tay hắn, nói rằng đó là bội kiếm của một người tên Bạch Trường Mi. Mà Bạch Trường Mi là người bảo vệ trái đất, theo lời Phong Vân Thần Khuyển Phong Vân Dạ Lang. Bạch Trường Mi có liên quan tới thần mộ viên. Cụ thể ra sao Dương Bách Xuyên không truy xét đến cùng, nhưng từ lượng thông tin này có thể phân tích được kiếm đồ long thật sự không tầm thường. Trong kiếm có kiếm linh, mà trước giờ kiếm linh của kiếm đồ long vẫn luôn kiêu kỳ với chủ nhân là hắn, rất ít khi chủ động ra ngoài nói chuyện. Điểm tốt duy nhất của kiếm đồ long là kiếm khí huyền hoàng. Ban đầu hắn chỉ có thể phát huy 3 đến 10 phần kiếm khí huyền hoàng. Cho đến hiện tại, hôm nay hắn đã luyện hóa yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương, nguyên thần lớn mạnh. Khi dùng lực nguyên thần cường đại thôi động kiếm đồ long, uy lực bộc phát ra đạt đến trình độ Dương Bách Xuyên cũng phải bất ngờ. Quả là niềm vui bất ngờ to lớn. Cả Trình Vĩ Khang lẫn Lãnh Tiêu Dật đều không đỡ được uy lực của một chiêu kiếm mà hắn thôi động kiếm đồ long. Từ đó, Dương Bách Xuyên biết rõ sau khi hấp thụ và luyện hóa yêu hồn châu, nguyên thần tăng mạnh, lực thần hồn cũng tăng vọt. Dùng kiếm đồ long sẽ khiến sức mạnh chân chính trong kiếm đồ long bộc phát ra ngoài. Có lẽ kiếm khí huyền hoàng lúc trước chỉ là sức mạnh phụ của kiếm đồ long, sức mạnh hiện tại mới là uy lực chân chính của kiếm đồ long. Tóm lại, uy lực phát ra là điều Dương Bách Xuyên không ngờ tới.
Hắn thầm nói chuyện với kiếm linh của kiếm đồ long trong đầu, kiếm linh có đó không? Dương Bách Xuyên định hỏi thăm một chút, dù sao kiếm đồ long cũng sinh ra uy lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của hắn, là pháp khí của hắn, đừng để sau này không khống chế được dẫn đến xảy ra sự cố, hối hận không kịp. Chủ nhân. Lần này kiếm đồ long nhanh chóng trả lời trong đầu Dương Bách Xuyên. Trước đây kiếm đồ long luôn phớt lờ Dương Bách Xuyên, nếu không phải Dương Bách Xuyên dọa sẽ tiêu diệt cậu bé, thì cậu bé sẽ phớt lờ chủ nhân. Mà lúc trước kiếm đồ long còn là sư phụ giúp hắn luyện hóa. Bây giờ kiếm linh trả lời ngay lập tức làm Dương Bách Xuyên không quen. Nhưng điều này chứng tỏ thái độ của kiếm linh đồ long đối với chủ nhân là hắn đã có sự thay đổi. Mà nguyên nhân thay đổi là vì nguyên thần của hắn đã lớn mạnh, hoặc là nói tu vi thực lực đã tăng cao. Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại, sau đó hỏi, vì sao ta lại cảm thấy uy lực của kiếm đồ long tăng lên? Thưa chủ nhân, nguyên thần của ngài lớn mạnh thì ta cũng có lợi. Ta mang thuộc tính của kiếm linh, cũng mang thuộc tính của nguyên thân. Giữa ta và ngài có sự cộng hưởng nguyên thần của ngài mạnh, ta cũng mạnh theo, hoặc có thể nói là phát huy được uy lực cường đại. Trước đây, bởi vì tu vi của chủ nhân yếu, kiếm đồ long không đủ chống đỡ thực lực của kiếm linh ta, mà bây giờ có thể phát huy kiếm ý cường đại là do ta đang chủ đạo. Sau khi kiếm linh nói xong, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng hiểu. Thì ra là thế, đúng là vì thực lực của chính mình tăng lên. Hiện tại kiếm linh không còn coi thường hắn như lúc trước, khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Cái chính là từ giờ trở đi, uy lực của kiếm đồ long mà hắn sử dụng đã có kiếm linh phụ trợ, càng thêm mạnh hơn. Thảo nào hắn đánh ra hai chiêu kiếm, Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật đều không đỡ được, đó là do kiếm khí làm chủ uy lực của kiếm đồ long. Dương Bách Xuyên hỏi, vậy tức là, lực lượng bên trong kiếm đồ long rất mạnh phải không? Ý ngươi là sau này ta có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của kiếm đồ long. Chủ nhân nghĩ nhiều rồi. Nói thế này vậy, kiếm khí huyền hoàng trước đây ngươi sử dụng chỉ là lực lượng của bản thân kiếm đồ long. Lúc đó tu vi thực lực của ngươi còn không chống đỡ nổi sức mạnh mà ta kích phát kiếm đồ long. Còn hiện tại, từ giờ trở đi ngươi thôi động kiếm đồ long sẽ chiến đấu bằng sức mạnh mà ta kích phát bên trong kiếm đồ long. Tuy nhiên, ngươi chỉ có thể phát huy chút ít sức mạnh bên trong kiếm đồ long mà thôi, còn chưa tới một phần vạn. Kiếm linh nói chuyện tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng những lời này lọt vào tai Dương Bách Xuyên lại như tiếng sấm. Theo lời kiếm linh nói, hiện tại hắn mới bắt đầu sử dụng sức mạnh của kiếm đồ long. Sức mạnh phát huy được còn chưa tới một phần vạn sức mạnh của kiếm đồ long. Khoa trương quá nhỉ. Dương Bách Xuyên cảm thấy kiếm linh đang khoác lác. Không kìm được bèn nói, lẽ nào ngươi là tiên khí cao cấp? Tiên khí còn chẳng xứng xách giày cho ta. Kiếm linh ủ ê, nếu không phải vì một vài nguyên nhân khiến sức mạnh của ta ở trong trạng thái phong ấn, cần chủ nhân ngươi không ngừng lớn mạnh mới có thể mở phong ấn, phát huy uy lực của ta, thì làm sao ta lại lưu lạc đến nông nỗi này chứ? Hiện tại cảm xúc của kiếm đồ long rất mãnh liệt. Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên đã từng thấy thái độ kiêu ngạo của sư phụ, cái kiểu kiêu tận trời ấy. Bây giờ nghe giọng điệu của kiếm linh mới thấy so với kiếm linh, sư phụ chém gió thua xa. Tiên khí còn chẳng xứng xách giày cho kiếm linh. Chém gió thành bão hả? Phì, Dương Bách Xuyên không nhịn được bật cười trong lòng, vậy ngươi nói xem rốt cuộc ngươi là cấp bậc gì? Ba hoa trích chòe như vậy, ngươi cũng chỉ là pháp khí thôi. Ta là... Thôi không nói nữa, tóm lại ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, ta đã thần phục ngươi thì sẽ không hại ngươi. Hiện tại ngươi không đủ tư cách biết chuyện này, nói ra không tốt cho ngươi. Suy cho cùng, hiện tại ngươi vẫn chỉ là người tu chân, thậm chí chẳng phải tiên nhân. Khi nào ngươi thành tiên sẽ biết ta là gì? Kiếm linh nói đến cuối lại bắt đầu vênh váo. Dương Bách Xuyên cạn lời, hắn hỏi thêm vài câu nhưng đối phương không trả lời nên đành thôi. Dù sao kiếm linh cũng có câu nói đúng, bất kể kiếm linh là thứ lợi hại gì, hiện tại Dương Bách Xuyên là chủ nhân của kiếm đồ long, như vậy là đủ rồi. Thời gian Dương Bách Xuyên nói chuyện với kiếm linh trong đầu cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Dương Bách Xuyên vỗ cánh xông tới chỗ một tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn rồi vung kiếm. Kiếm đồ long phát ra ánh sáng bạc chói lóa, cộng thêm tốc độ của cánh kim xí phụ trợ, chém một nhát kiếm. Keng. Một giây sau,
một chiếc phi kiếm chặn kiếm đồ long của kiếm đồ long, phát ra tiếng keng lanh lành. Tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn này cầm một thanh kiếm, trong cơ thể lại phóng ra một thanh kiếm khác cản Dương Bách Xuyên. Trước đó Dương Bách Xuyên đã chém giết đệ tử Thánh Địa Vạn Linh khiến mấy đệ tử Thiên Kiếm Sơn cảnh giác, vì vậy lúc này Dương Bách Xuyên tấn công nhanh như chớp xong bọn họ đã có đề phòng. Hiện tại kiếm đồ long không tầm thường, sức mạnh thi triển ra là sức mạnh của bản thân thanh kiếm có kiếm linh chủ đạo, không phải sức mạnh phụ như lúc trước. Tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn này dùng phi kiếm đón đỡ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Keng, phi kiếm của hắn ta bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém gãy. Phụt, á, kiếm đồ long phát ra kiếm khí chém tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn này thành hai nửa. Dương Bách Xuyên tiếp tục đi về phía một đệ tử Thiên Kiếm Sơn khác, đâm một kiếm xuyên đầu. Nháy mắt hắn đã giết hai người liên tiếp. Lúc này Mộc Ngưng Hiên chém giết túi bụi với Mộ Trường Phong thì nhìn thấy tình huống bên kia, sắc mặt đại biến. Từ lúc Dương Bách Xuyên chém giết Trình Vĩ Khang, gã ta đã bắt đầu lưu ý Dương Bách Xuyên. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên diệt đệ tử Thánh Địa Vạn Linh, bây giờ lại bắt đầu tàn sát đệ tử núi Thiên Kiếm của gã, Mộc Ngưng Hiên sốt ruột, đột nhiên phát lực đánh ra một kiếm bức lui Mộ Trường Phong, sau đó gã ta vừa xông vào bên kia vừa hét lớn, rút lui, tiến vào cung tiếp theo. Hát! Thực lực Dương Bách Xuyên quỷ dị khiến cho Mộc Ngưng Hiên sợ hãi. Gã ta cũng không muốn bồi theo những đệ tử núi Thiên Kiếm đã mất mạng kia, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy, Dương Bách Xuyên rất nhanh sẽ liên hợp với Mộ Trường Phong vây giết gã ta, một mình gã ta đối phó Mộ Trường Phong, thực lực hai bên ngang nhau, nếu cộng thêm Dương Bách Xuyên, có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn, trong tiếng giống lớn Mộc Ngưng Hiên lắc mình một cái tiến vào tế đàn trận pháp biến mất giữa không gian. Mộc Ngưng Hiên vừa đi, đệ tử núi Thiên Kiếm còn sót lại cũng liều mạng chạy theo, nhưng bị Dương Bách Xuyên chém giết một người. Bị bốn đệ tử Trường Sinh Điện đuổi giết hai người. Lúc truyền tống trận đến tế đàn, vẻn vẹn chỉ còn lại hai người có thể chạy trốn. Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang thấy tình thế không ổn, ngay giây phút Mộc Ngưng Hiên hô to rút lui, hắn ta đã sớm kêu gọi đệ tử Bách Luyện Sơn Trang rút lui, cuối cùng chạy trốn nhiều nhất ngược lại là người của Bách Luyện Sơn Trang. Người của núi Thiên Kiếm chỉ còn lại Mộc Ngưng Hiên và một gã đệ tử chạy vào truyền tống trận, người của Bách Luyện Sơn Trang chết ít nhất. Nhưng Lưu Giật Trần mang đi cũng chỉ có bốn người, xem như tương đối nhiều. Người của hai đại thánh địa này đều chật vật chạy trốn. Phía sau dường như là bị Dương Bách Xuyên chém giết quăng mũ bỏ giáp mà tháo chạy. Lúc này chỉ còn người của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, chồn nhỏ xuyên qua từng thi thể vui vẻ thu thập nhẫn chữ vật của bọn họ. Nó khôi phục thân thể nhỏ bé như mèo con, băng qua chiến trường, vô cùng linh động. Đối chuyện quét dọn chiến trường kiểu này, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ lo lắng khi có chồn nhỏ. Đá tiên cũng từ xa lăn xuống, Dương Bách Xuyên đá tiên, trên thân thể xuất hiện nhiều hơn vài vết nứt, nghĩ hẳn là bị Lãnh Tiêu Giật đánh không nhẹ, Dương Bách Xuyên cũng không biết nên trị liệu cho đá tiên như thế nào. Vung tay lên thu đá tiên vào không gian bình càn khôn, hay là để nó nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn, đá tiên bây giờ đã phủ đầy vết nứt cũng không thích hợp để nó tiếp tục chiến đấu. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên phát hiện rất nhiều đôi mắt đều nhìn mình, tất cả đều tập trung trên người hắn. Trận này, đệ tử Trường Sinh Điện ngã xuống 4 người, ban đầu vốn là 8 người. Hoàng Triều Hiên Viên ngã xuống 3 người, tính ra thương vong ít nhất. Đối với hai nhà này, Dương Bách Xuyên cảm thấy áy náy trong lòng. Trường Sinh Điện còn dễ nói hơn, dù sao cũng là đệ tử của Đại Sư Huynh. Người của Hoàng Triều Hiên Viên hoàn toàn là vì nể mặt đệ tử Trường Sinh Điện mới ra tay hỗ trợ, lúc này tổn thất 3 đệ tử, Dương Bách Xuyên cảm thấy hổ thẹn không dám đối mặt với người ta. Phát hiện song phương đang nhìn mình chằm chằm, Dương Bách Xuyên mất tự nhiên, nghĩ nghĩ, hắn lại đi lên trước, đối diện với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hồ nói, đa tạ hai vị tương trợ. Lần này nếu không phải có hai người Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề dẫn người đến tương trợ. Việc luyện hóa yêu hồn châu của hắn sẽ bị gián đoạn, hắn sẽ không có thực lực như bây giờ. Thấy Dương Bách Xuyên khom người hành lễ, Mộ Trường Phong vội vàng tránh né, sư tổ coi trọng Trường Phong, đây vốn là bổn phận của Trường Phong. Mộ Trường Phong nhận định Dương Bách Xuyên là sư đệ của Thánh Chủ Trường Sinh Điện, nên y không dám nhận lễ của Dương Bách Xuyên, hơn nữa Dương Bách Xuyên vừa rồi đại sát tứ phương, chấn động lòng người, Mộ Trường Phong trong lòng cảm thán, không hổ là sư đệ của Thánh Chủ. Rõ ràng chỉ là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ thậm chí là người chưa vượt qua đại thiên kiếp, nhưng chỉ dùng một kiếm chém giết độ kiếp đại viên mãn.
Mộ Trường Phong biết rõ bất luận là Trình Vĩ Khang của Thánh Địa Vạn Linh hay là Lãnh Tiêu Giật đều không phải là người dễ đối phó. Một người là đệ tử tinh anh nổi bật của Thánh Điện Vạn Linh, một người lại là con của Vạn Linh Thánh Mẫu. Nhưng cả hai không ai có thể chống lại được uy hiếp từ thanh kiếm trong tay vị sư tổ trẻ tuổi này. Lần này Dương Bách Xuyên lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối Mộ Trường Phong và đệ tử của Trường Sinh Điện, trong lòng bọn họ cũng sinh ra sự kính nể đối với Dương Bách Xuyên. Sự kính nể thứ nhất đến từ bối phận sư tổ, là sự kính trọng đối với cường giả. Ở tu chân giới đây chính là pháp tắc cường giả vi tôn. Bọn họ cho rằng sư tổ chính là sư tổ, tuy rằng vị sư tổ này bây giờ vẫn chưa chính thức xác nhận, nhưng trong mắt bọn họ chắc chắn có quan hệ với Trường Sinh Điện, thân thể pháp tướng của Dương Bách Xuyên trong toàn bộ tu chân giới chỉ có Trường Sinh Điện độc quyền. Mà Hiên Viên Linh Hề lúc này cũng mở miệng nói với Dương Bách Xuyên, đạo hữu khách khí. Hoàng triều Hiên Viên ta xưa nay đều cùng tiến lui với Trường Sinh Điện, theo lý nên hỗ trợ. Từ đầu đến cuối Hiên Viên Linh Hề rất ít khi nói chuyện, lúc này mở miệng, âm thanh rơi vào tại Dương Bách Xuyên dễ nghe như linh thước, tràn ngập từ tính. Mà những lời nàng nói đều là sự thật, bởi vì trưởng công. Chúa Hoàng triều Hiên Viên là con dâu thánh chủ Trường Sinh Điện, hai nhà xưa nay đều là cùng tiến cùng lùi. Trường Sinh Điện gặp nạn. Phàm là người của Hoàng Triều Hiên Viên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao đổi lại là Hoàng Triều Hiên Viên gặp nạn Trường Sinh Điện cũng sẽ làm như vậy. Hiên Viên Linh Hề hoàn toàn là đi theo Mộ Trường Phong cùng nhau hành động, Dương Bách Xuyên là sư tổ Trường Sinh Điện, không phải sư tổ Hoàng Triều Hiên Viên nên nàng xưng hô là đạo hữu cũng không sai, hơn nữa giờ phút này trong lòng Hiên Viên Linh Tề hơi tức giận. Bởi vì Dương Bách Xuyên nên ba đệ tử kia mới chết. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn Hiên Viên Linh Hề thì hơi kinh ngạc, giọng nói của nàng rất dễ nghe, nhưng lúc nhìn mặt Hiên Viên Linh Hề lại, trên mặt dỗ có hơi khác thường. Hắn cũng chỉ nhìn liếc qua vậy thôi, Dương Mỗ cũng không phải dạng người trông mặt mà bắt hình dong, nói cho cùng hắn còn đang mắc nợ người ta. Hắn trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn và sự áy náy đối với đệ tử hai bên. Mộ Trường Phong cũng là nhìn ra được Dương Bách Xuyên áy náy. Y lên tiếng giải thích, sư tổ cũng không cần quá mức tự trách, thực ra mỗi lần tới nơi này nhà nào chẳng có đệ tử ngã xuống, có thể đặt chân đến đây tất cả chúng ta đều đã coi nhẹ chuyện sống chết, con đường tu chân vốn là con đường không có lối về, đại cơ duyên trước mặt tất có đại nguy hiểm. Y viết hoa, tuy nói như thế nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nhiều lần biểu đạt áy náy và cảm kích đối với đệ tử hai nhà, sắc mặt Hiện Viên Linh Hề cũng coi như tốt hơn một chút, mà mặt khác Dương Bách Xuyên bày ra thực lực cường đại. Cũng để cho nàng biết giao hảo với Dương Bách Xuyên là chuyện rất có lợi nhất là khi bọn họ chuẩn bị tiến vào hành cung tiếp theo. Mọi việc có lợi có hại chính là như thế. Sau khi sóng gió đi qua, đoàn người cũng bước vào truyền tống trận, đi tới Thiên Yêu hành cung tiếp theo Thiên Tuyển Tinh Bạch Long giao Thiên Yêu Vương. Sau khi ánh sáng truyền tống rút đi, đoàn người xuất hiện trên một tế đàn Bạch Ngọc, tế đàn này giống với tế đến khi mới tiến vào hành cung Thiên Ưng, nơi này là một thế giới không gian trắng xóa. Mà ở đằng xa có một ngọn núi trắng bạc, đồng dạng ở trên tế đàn cũng có một tấm bia đá. Lần này không có đá đả tiên nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ nội dung ghi trên tấm bia đá hành cung này. Bởi vì Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề đều biết nơi này. Căn cứ theo lời Mộ Trường Phong nói, người của cửu đại thánh địa bọn họ lần lượt vượt qua lục đại hành cung, chỉ có hành cung thứ 7 là chưa có ai xông qua. Nhưng lần này tất cả mọi người đến đây đều có lòng tin có thể đi đến hành cung thứ 7, đến lúc đó sẽ mở ra bảo tàng Thiên Yêu hành cung. Hành cung Thiên Tuyển Tinh Bạch Long giao Thiên Yêu Vương, nằm ngay trong tầm mắt nơi lòng núi trắng xóa. Cửa vào hành cung thứ 3 cũng nằm trong hành cung Thiên Tuyển Tinh Bạch Long giao Thiên Yêu Vương, đồng dạng là tế đàn truyền tống trận, 7 đại hành cung cơ bản đều là tế đàn nối liền nhau. Nhưng phần thưởng bên trong Thiên Tuyển Tinh Bạch Long giao Thiên Yêu Vương lại khác với hành cung Thiên Ưng. Phần thưởng từ hành cung Kim Xí Thiên Ưng là huyết tinh Thiên Ưng, nhưng phần thưởng của Thiên Tuyển Tinh Bạch Long giao Thiên Yêu Vương lại là một loại linh dược gọi là có giao long. Căn cứ theo lời Mộ Trường Phong nói, trên bia đá ghi chép lại rằng cỏ giao long là thân thể Bạch Long giao Thiên Yêu Vương hóa thành từ linh trì trong lòng núi sinh trưởng lớn lên, bởi vậy nên gọi là cỏ giao long. Công hiệu của loại này linh dược đã được cửu đại thánh địa nghiệm chứng qua, có thể luyện chế độ kiếp đan. Tại thời điểm độ thiên kiếp có thể phát huy công hiệu chống thiên kiếp tốt nhất. Đối với tu chân giả mà nói thiên kiếp cường đại có bao nhiêu trọng yếu không cần nói cũng biết.
Cho nên mỗi một lần tới nơi này tranh đoạt thiên tuyển tinh bạch long giao thiên yêu vương linh chỉ cỏ giao long đều là người của cửu đại thánh địa, không ai chịu nhường ai. Một phần vì bọn họ cần linh dược trọng yếu để độ kiếp thiên kiếp, nên lấy về cho hậu bối trong tông môn thể luyện chế độ kiếp đan, một phần có thể dùng nó để đổi lấy đan dược khác cần thiết. Mấu chốt là cỏ giao long rất ít, mà cách 1000 năm hành cung thiên yêu mới mở ra một lần, mỗi 1000 năm linh chỉ mới có thể thai nghén ra 3 gốc cỏ giao long, cho nên cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa trong linh chỉ hành cung bạch long giao thiên yêu vương nằm sâu trong lòng núi lại có yêu hồn bạch giao yêu vương thủ hộ, mà bản thân linh chỉ chính là tế đàn, có trận pháp phù văn khắc bên trên, khiến cho thực lực yêu hồn giao vương tăng lên, so với 3 pho tượng yêu hồn thiên ưng ở hành cung thiên ưng càng khó khăn hơn. Sau khi tiến vào hành cung thiên tuyển tinh bạch long giao thiên yêu vương, cần phải đánh bại linh hồn gia long mới có thể đi vào linh chỉ truyền tống. Dương Bách Xuyên nghe xong tâm tư chuyển động, hắn và Lục Yên Chi đều chưa vượt qua đại thiên kiếp, mạo hiểm bôn ba trong thái hoang cũng vì muốn đặt nền móng cho việc độ đại thiên kiếp, nếu nơi này có cỏ giao long có tác dụng đối với thiên kiếp thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải đạt được 2 gốc. Dù cho cỏ giao long đối với độ thiên kiếp phát huy hiệu quả rất ít đi chăng nữa. Sau đó đoàn người đi xuống tế đàn tiến về phía ngọn núi trắng xóa ở phía xa xa, đi chậm cỏ giao long sẽ không có phần của bọn họ, phải biết rằng Mai Hoa tiên tử đã sớm mang người của Thông Thiên cung tiến vào, còn có đệ tử U Linh Chi Đô do Minh Du Nhiên dẫn đầu, Khương Thế Long của Thánh Địa Đạo Chủng, Mộc Ngưng Hiên, Lưu Giật Trần đều đã đi trước bọn họ. Nhưng đối với việc này Mộ Trường Phong lại nói, sư tổ, không cần lo lắng, đó là một ngọn núi tuyết không tan. Hơn nữa tuy nhìn rất gần nhưng thực tế phải mất 10 ngày lộ trình mới tới. Trên núi lại có rất nhiều hang động, chúng ta đã tới vài lần nên biết mỗi một lần tiến vào cửa vào đều bất đồng, đều biến hóa, bọn họ muốn đi vào cũng không dễ dàng, lúc này phải so xem ai vận khí tốt hơn, ai leo lên núi tuyết trước cũng không nhất định sẽ tới linh chỉ trước, bởi vì trong lòng núi tuyết là một hang động mê cung khổng lồ. Dương Bách Xuyên nghe những lời ấy thì yên tâm hơn nhiều, đoàn người bước nhanh mà đi. Cùng lúc đó, đệ tử Trường Sinh Điện được Mộ Trường Phong chỉ địch danh kia đã từ Thái Hoang trở về Trường Sinh Điện. Lúc này đệ tử đó đang báo cáo lại tình huống của Dương Bách Xuyên cho chư vị trưởng lão trong Trường Sinh Điện. Cửu đại trưởng lão Trường Sinh Điện sau khi nghe qua đệ tử này báo cáo, nội tâm bọn họ không giữ được sự bình tĩnh, bọn họ là người đi theo Thánh Chủ Vân Trường Sinh đánh thiên hạ, so với đệ tử khác dĩ nhiên nắm giữ nhiều bí mật hơn. Thế nên bọn họ đều biết Thánh Chủ Vân Trường Sinh quả thật là có một sư phụ, còn có một sư đệ và sư muội. Ngươi tạm thời đi xuống đi. Đại trưởng lão mở miệng bảo đệ tử này lui ra. Sau đó cửa đại điện đóng lại. Đại trưởng lão mới mở miệng nói, việc này có chỗ kỳ quặc cần báo lên để Thánh Chủ định đoạt mới được. Một trưởng lão khác mở miệng, Thánh Chủ đang bế quan, quấy rầy e là không tốt. Hay chúng ta phái người đi xác minh xem sao? Đại trưởng lão lại lắc đầu, chuyện này không tầm thường, người khác không biết chúng ta còn không rõ ràng sao, thần thông của Trường Sinh Điện chúng ta, Thánh Chủ từng nói thế gian chỉ có tổng cộng 4 người biết Trường Sinh Chí Tôn Nguyên Thủy, đó là sư phụ, sư đệ và sư muội của ngài. Tạm thời không nói đến sư phụ Thánh Chủ, chúng ta cũng không biết đó là nhân vật bậc nào, sư muội Thánh Chủ là thánh nữ đời trước của Thông Thiên Cung, nghe đồn từ vạn năm trước đã phi thăng tiên giới, mà sư đệ của Thánh Chủ cũng phi thăng giống vậy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người tên là Dương Bách Xuyên biết cách thi triển thần thông Trường Sinh Chí Tôn hơn nữa là thần thông Nguyên Thủy, nhưng chỉ là một tu sĩ độ kiếp, tuyệt đối không phải sư muội, sư đệ của Thánh Chủ, bởi vì tu vi hình như không đúng. Hiện tại cả tu chân giới đều biết thần thông Trường Sinh Chí Tôn là thần thông tượng trưng cho Trường Sinh Điện chúng ta, lúc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn nên để ta đi tìm Thánh Chủ bẩm báo đi, quan trọng là đối phương có thể nói ra 2 câu. Trường Sinh tinh thần tử hà thiên tà, con đường cầu đạo không quên sơ tâm, 2 câu này nghe rất đơn giản, rất nhiều người nghe hiểu, nhưng thâm ý trong đó cũng chỉ có Thánh Chủ biết. Lão Phu nhớ rõ có một lần Thánh Chủ nói chuyện, 2 câu này liên quan đến truyền thừa của sư phụ ngài, trọng yếu vạn phần, cho nên vẫn nên báo lại cho Thánh Chủ mới thỏa đáng. Các trưởng lão khác nghe đại trưởng lão nói như thế, đều thi nhau gật đầu. Lập tức thân hình đại trưởng lão chậm rãi phai nhạt đi biến mất trong đại điện Trường Sinh. Mà trên đỉnh núi Trường Thánh của Thánh Địa Trường Sinh, thân hình đại trưởng lão hiện ra, ông ta đi tới trước một ngôi nhà tranh trên đỉnh núi, khom người mở miệng, Lạc Diệp cầu kiến Thánh Chủ, quấy rầy Thánh Chủ thanh tu, quả thật bất đắc dĩ, nhưng tu chân giới có người nói ra,
Lạc Diệp không dám định đoạt, đặc biệt đến. Đại trưởng lão Lạc Diệp còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trong không khí vang lên tiếng nổ lách tách cắt đứt lời mình. Lạc Diệp biết, đây là do áp lực không gian bị nén lại khi tốc độ vượt quá giới hạn của cơ thể tạo thành tiếng nổ, âm thầm nói tu vi của thánh chủ lại tăng lên rồi. Ngay sau đó lại thấy thánh chủ Vân Trường Sinh trong mắt đỏ bừng xuất hiện ở trước mặt. Trên đỉnh Trường Sinh Thánh Sơn, đại trưởng lão Lạc Diệp kinh ngạc trước phản ứng của thánh chủ, trong mắt ông từ trước đến nay thánh chủ là người vô cùng trầm tĩnh, dù cho trời sụp đất lún cũng tuyệt không biến sắc. Mà lần này nhìn thánh chủ cả người phát run, hai tròng mắt đỏ lên, vừa nhìn là biết tâm tình kích động khó có thể khống chế cảm xúc, quả nhiên cái người tên Dương Bách Xuyên xuất hiện ở Thái Hoang cái này đối với thánh chủ rất trọng yếu. Đại trưởng lão một chữ cũng không được bỏ sót, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Diện mạo Vân Trường Sinh duy trì ở độ tuổi 20, thân là thánh chủ Trường Sinh Điện, vốn là nhân vật đứng đầu kim tự tháp của giới tu sĩ, trong hơn vạn năm qua, có rất ít chuyện có thể làm cho lòng hắn dấy lên gợn sóng. Nhưng vừa rồi đại trưởng lão nói một câu khiến cho nội tâm thánh sông biển đảo lộn. Trường sinh tinh thần tử hà thiên tà, con đường cầu đạo không quên sơ tâm. Đây là lời sư phụ Vân Thiên Tà nói với sư huynh muội bọn họ, hai câu này đại biểu cho bốn thầy trò. Trọng điểm là Vân Trường Sinh nhớ rõ năm đó sư phụ cũng đã nói qua, nếu như có một ngày ở tu chân giới có người có thể nói ra hai câu này, vậy người đó là tiểu sư đệ của bọn họ. Nói theo cách khác người tên Dương Bách Xuyên, là đệ tử bến môn mà sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận. Mà Vân Trường Sinh đã hơn một vạn năm không có tin tức của sư phụ. Hơn vạn năm trước sư phụ Vân Thiên Tà rời khỏi tu chân giới để đi tiên giới. Vân Trường Sinh biết sư phụ Vân Thiên Tà của mình thực sự là nhân vật có thực lực vô cùng lớn mạnh, đối với ông đại tiểu thiên thế giới chẳng tính là cái gì, đi tới tiên giới cũng là chuyện như cơm bữa, chỉ cần một ý niệm. Mà sư phụ Vân Thiên Tà thường trú lại là tu chân giới, chỉ những lúc có việc mới đi đến tiên giới, nhưng từ lần đó về sau sư phụ cũng không trở về nữa. Sau này Vân Trường Sinh mới nghe được sư phụ xảy ra chuyện ở tiên giới, về phần nguyên nhân bên trong hắn cũng không nắm rõ, dù sao sư phụ từ đó về sau liền bặt vô âm tín, bất kể là ở tiên giới hay là tu chân giới đều không có một chút tin tức nào. Có người từ tiên giới truyền đến tin tức nói sư phụ Vân Thiên Tà đã ngã xuống, thế nhưng Vân Trường Sinh không tin, hắn một mực ở tu chân giới chờ sư phụ trở về. Không ai biết ở trong lòng hắn sư phụ Vân Thiên Tà có địa vị như thế nào. Mà hôm nay rốt cuộc cũng có tin tức, mặc dù không phải là tin tức của sư phụ, nhưng nhất định có liên quan đến sư phụ. 89 phần 10 Dương Bách Xuyên là đệ tử bế quan của sư phụ, như thế hơn một vạn năm trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức về sư phụ, cho nên Vân Thiên Tà làm sao không kích động cho được. Chờ đại trưởng lão Lạc Diệp báo cáo tình huống xong, Vân Trường Sinh nặng nề đi xuống, trong đầu bắt đầu tính toán. Dương Bách Xuyên có phải là đệ tử bế môn sư phụ thu nhận hay không, phải chờ sau khi gặp mặt mới có thể xác định, nhưng Vân Trường Sinh tin tưởng cho dù Dương Bách Xuyên không phải đệ tử bế môn của sư phụ, cũng nhất định là người có liên quan đến sư phụ, thần thông Trường Sinh chí tôn hơn nữa còn là thần thông nguyên thủy, ngoại trừ người của Trường Sinh điện hắn ra, ở tu chân giới không tìm ra mấy người biết đến, sư đệ sư muội hắn càng không có khả năng. Dựa theo lời của đại trưởng lão, Dương Bách Xuyên bây giờ đang gặp nguy hiểm ở Thái Hoang. Trầm tư trong chốc lát, Vân Trường Sinh mở miệng nói như vậy, Dương Bách Xuyên nắm trong tay pháp trượng vạn linh của vạn linh thánh mẫu và bùa long lân của thần Phù Linh Tông đúng không? Hẳn là không sai được, lần này người dẫn đội tiến vào Thái Hoang là Trường Phong, hắn làm việc thận trọng, để cho đệ tử môn hạ truyền đạt lại nguyên văn, thế nên thiết nghĩ chắc là không sai. Đại trưởng lão trả lời. Nói như vậy. Xem ra Trường Phong ứng phó không được, bà già vạn linh thánh mẫu kia là người lòng dạ hẹp hòi, đừng nói lấy đi pháp trượng vạn linh của bà ta, chỉ riêng phần mặt mũi này không xóa được. Hơn nữa bùa long lân của thần Phù Linh Tông cũng là chí bảo trấn phái, đoán chừng hai nhà sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên ta. Bảo cửu trưởng lão đi vào Thái Hoang tiếp ứng Dương Bách Xuyên bảo đảm an toàn của hắn, phòng ngừa thánh địa vạn linh với thần Phù Linh Tông tiến vào Thái Hoang làm hại Dương Bách Xuyên, nhất định không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Những lời này Vân Trường Sinh nói rất nghiêm túc. Đại trưởng lão tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, thánh chủ quyết định làm như vậy tất nhiên có đạo lý bên trong, ông lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi,
Vân Trường Sinh nhìn chân trời tự nhủ, sư phụ à, hy vọng người còn sống, người yên tâm con sẽ không để cho người ta ức hiếp tiểu sư đệ. Lúc Dương Bách Xuyên và đoàn người trải qua ngày thứ bảy, rốt cuộc bọn họ đã đến dưới chân núi tuyết, nói cách khác là núi Bạch Giao Long. Giống như những gì Mộ Trường Phong nói, nhìn núi tuyết trong tầm mắt tuy có vẻ rất gần nhưng thực tế lại rất xa, bọn họ đã đi 7 ngày đường, mấu chốt là dọc theo con đường này rất gian nguy, có bão tuyết cản trở, phi hành không được, cũng không đi nhanh được. Khác với núi Thiên Ưng cao như mây, núi Hành Cung của Bạch Giao Long cũng chỉ cao hơn 100 trượng, nhưng vô cùng rộng lớn, trải dài cả hàng trăm dặm. Mộ Trường Phong từng nói trong lòng núi trống rỗng, có vô số hang động giống nhau như đúc, là một mê cung kéo dài hàng trăm dặm, hạch tâm của Hành Cung Bạch Giao Long ngay tại Linh Trì nằm sâu trong lòng núi, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Bởi vì tất cả đều là mê cung. Đến đây, mọi người phải tự dựa vào bản lĩnh của mình. Những lần trước bọn họ đều chia nhóm ra tìm kiếm, giữa hai bên dựa vào bùa truyền tấn để liên hệ, ai có phát hiện gì sẽ thông báo cho nhau. Cho dù tìm kiếm như thế nhưng mỗi một lần tìm thấy linh chỉ cũng mất mấy tháng, nhanh nhất là nửa tháng, chậm thì đến 3 tháng cũng có. Dương Bách Xuyên nhìn lại tuyết mênh mông, quả nhiên như Mộ Trường Phong nói, tất cả đều là hang động, cả ngọn núi giống như là một tổ ong khổng lồ, dáng vẻ cửa động lớn nhỏ đều giống nhau. Lúc leo núi, Mộ Trường Phong lấy ra một tấm bùa truyền tấn được chế tạo từ da yêu thú nào đó nói, sư tổ đây là bùa truyền tấn, xin sư tổ nhận lấy. Sau khi tiến vào hang động trong núi rất dễ dàng lạc đường, mà trong sơn động có hàn khí sương mù, cũng có một ít yêu hồn tiểu yêu quấy phá, có bùa truyền tấn bên trong tay vạn nhất lạc đường hay gặp nguy hiểm có thể truyền tin cho nhau biết. Dương Bách Xuyên lắc đầu, ta đã có bùa truyền tấn rồi, các ngươi lưu lại ấn ký trên bùa truyền tấn của ta là được rồi. Mộ Trường Phong cười khổ nói, sư tổ đây là bùa truyền tấn đặc chế để chúng ta tiến vào Thiên Yêu Hành Cung. Những bùa truyền tấn khác ở nơi đây không cách nào sử dụng, bởi có pháp tắc hạn chế, chỉ có loại bùa truyền tấn đặc chế này của chúng ta mới có tác dụng, nó được chế tạo từ lông thú thái hoang không bị pháp tắc hạn chế, mặc dù loại bùa truyền tấn này chỉ có thể sử dụng trong phạm vi trăm thước, nhưng tiến vào bên trong núi tuyết nó rất hữu dụng. Dương Bách Xuyên sửng sốt trở tay lấy bùa truyền tấn của mình ra xem, quả nhiên không có phản ứng, hắn cười khổ một tiếng rồi nhận lấy bùa truyền tấn trong tay Mộ Trường Phong. Dựa theo Mộ Trường Phong đề nghị, bọn họ chia làm 3 nhóm người tiến vào bên trong núi tuyết, nếu tất cả đều tiến vào chung một phương hướng, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đến Linh Trì. Chia làm 3 nhóm người chính là 3 cơ hội, mọi người dùng bùa truyền tấn liên lạc với nhau, bên nào lại phát hiện thì liên lạc để hai bên còn lại có thể nhanh chóng chạy tới. Nhân số hiện tại có Mộ Trường Phong mang đến 4 đệ tử, Hiên Viên Linh Hề có 7 người. Mà bên người Dương Bách Xuyên chỉ có Chồn Nhỏ đi theo. Mộ Trường Phong nói với hai đệ tử Trường Sinh Điện, hai người các ngươi đi theo sư tổ đi. Ngoặc kép. Dương Bách Xuyên liên tục xua tay nói, không cần không cần, nhân thủ bên cạnh bản thân ngươi cũng không nhiều, ta còn có đồng bạn ở đây, có lẽ ngươi đã đoán được trên người ta có pháp bảo động thiên, đợi lát nữa ta để cho bọn họ đi ra là được. Cái này, Mộ Trường Phong nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy cũng hơi do dự. Dù sao trong lòng y đã nhận định Dương Bách Xuyên là sư đệ thánh chủ Vân Trường Sinh, vậy nên y không hy vọng Dương Bách Xuyên gặp chuyện sơ suất gì. Dương Bách Xuyên cười nói, yên tâm đi, ta cũng không phải không có thủ đoạn, ha ha, cứ quyết định như vậy, người dẫn dắt một đường, Linh Hề cô nương một đường, tự ta một đường, không phải còn có bùa truyền tấn để liên hệ đó sao, ba bên chúng ta giữ liên lạc với nhau thì sẽ không có việc gì, chúng ta không thể tụt lại phía sau người khác. Nếu như không tìm thấy Linh Trì, đến lúc đó chúng ta thời điểm lại lãng phí sẽ nhiều hơn. Nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, Mộ Trường Phong cũng không kiên trì nữa, dù sao lúc trước y đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn vị sư tổ này hai kiếm chém giết Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Giật, luận thực lực Mộ Trường Phong cho rằng Dương Bách Xuyên bây giờ so với y mạnh mẽ hơn nhiều. Sau đó ba bên đều tự lựa chọn một phương hướng rồi tiến vào hang động núi tuyết. Dương Bách Xuyên mang theo Chồn Nhỏ đi vào sơn động, phát hiện bên trong sơn động rất rộng rãi, tuy rằng không có quy luật sắp xếp gì, nơi hẹp nhất rộng chừng 3 thước cao độ 6 thước, chỗ rộng lớn nhất ước chừng cao hơn 10 thước, rộng độ 8-9 thước, quả thực rất lớn. Càng đi sâu vào trong sơn động cái lạnh càng lúc càng dày đặc, hơn nữa sau khi tiến vào khoảng mấy chục thước, xuất hiện một vòng hang,
sau khi đi vào bên trong cái hang này thì toàn bộ bên trong hang được tạo thành từ chất liệu như núi băng, bóng loáng sáng ngời, phản chiếu ánh sáng, không hề tối tăm. Giống như bước vào một hang động pha lê vậy, nói một cách khác là tiến vào mê cung thủy tinh. Sau khi lại đi vào trăm thước, nhất thời chồn nhỏ trên vai đột nhiên kêu to. Dương Bách Xuyên nhìn phía trước xuất hiện xương trắng dày đặc trôi nổi tiến tới, nói chính xác hơn là khí lạnh sinh ra trong động, trong nháy mắt cuốn hắn lại, Dương Bách Xuyên lập tức dùng mình, dù thân thể hắn cường hãn nhưng vẫn cảm thấy hàn ý lạnh lẽo thấu xương, không thể không vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết xua tan hàn ý mới cảm giác đỡ hơn. Giống với Mộ Trường Phong đã nói, sau khi bên trong sơn động xuất hiện hàn khí, tầm nhìn đột nhiên giảm xuống còn 3 mét. Hơn nữa, thời gian trôi qua, Dương Bách Xuyên phát hiện khí lạnh ngày càng mạnh, cần phải vận công pháp liên tục mới có thể chống đỡ được khí lạnh ăn mòn. Nếu cứ cái đà này, thời gian càng dài thì chân khí trong cơ thể sẽ càng tiêu hao, càng đi sâu vào bên trong thì không khí càng lúc càng lạnh. Lúc này, bọn họ mới đi được hơn 100 mét, toàn bộ ngọn núi phủ tuyết trải dài hàng trăm mét, Dương Bách Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi, lúc vào sâu bên trong thì sẽ lạnh như thế nào. Nghĩ vậy, hắn không thể xem thường được. Sau khi tới nơi này, Trồn Nhi kêu lên cảnh báo, Dương Bách Xuyên dừng bước, ý bảo Trồn Nhi đừng lên tiếng, Mộ Trường Phong đã nói ở đây có yêu hồn, là yêu hồn cổ không tiêu tan, đây là một loại yêu được hình thành bằng cách ngày ngày hấp thụ linh khí của trời đất, mặc dù không mạnh nhưng lại rất khó chơi. Nhưng không được để tiếng kêu của Trồn Nhi dẫn dụ tới. Hơn nữa ở đây có yêu hồn, còn có cả người. Toàn bộ sườn núi là một mê cung khổng lồ, khó tránh khỏi va chạm với đám người Mộc Ngưng Hiên, thế nên phải cẩn thận. Trồn Nhi yên tĩnh, nhưng ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Dương Bách Xuyên lật tay cầm kiếm đồ long, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong sương mù đang tới gần. Nơi này có một cỗ khí lạnh nồng đậm, hắn không thể nhìn xa, nhiều nhất chỉ được 3 mét. Dương Bách Xuyên thông qua không gian hắc liên, thả linh thức đi xem thử. Lúc này hắn mới phát hiện, linh thức có thể phóng ra nhưng lại bị khí lạnh ngăn cản. Linh thức mất đi tác dụng, chứng minh hàn khí trong sơn động không bình thường, điều này khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Sau đó, hắn tập trung tinh thần dùng mắt càn khôn xem thử. Nếu như ngay cả mắt càn khôn cũng không nhìn thấu, vậy thì nơi này quả thật là nguy hiểm, đến lúc đó hắn sẽ thả thú ngũ hành, thời thạch, lục yên chi ra ngoài, người đông sức mạnh. Sau khi dùng mắt càn khôn, ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe lên ánh sáng, lần này, hắn nhìn thấy được chỗ khác nhau. Ở tầm mắt của Dương Bách Xuyên, hắn nhìn thấy được thứ đang ẩn giấu giữa hàn khí dày đặc. Nó rất nhỏ, cỡ bằng nắm tay của người lớn, màu sắc cũng giống như sương mù, trông giống như một con cú mèo. Nếu như không có mắt càn khôn thì hắn sẽ không nhìn thấy được, vật kia xuất hiện cách hắn hơn 30 mét. Yêu thú chỉ có kích thước cỡ nắm tay, Dương Bách Xuyên thở phào, hắn không cảm nhận được nhiều khí tức dao động từ tiểu yêu trong sương mù lạnh lẽo, giống như là đám mây đang trôi nổi ẩn trong sương mù. Mặc dù mắt càn khôn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 100 mét, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, ở hoàn cảnh như vậy thì 100 mét cũng tốt lắm rồi. Mắt càn khôn chính là thiên phú thần thông có được sau khi bình càn khôn thăng cấp, lúc này mắt càn khôn đã phát huy tác dụng rất lớn. So với những người khác, mắt càn khôn đã cho hắn lợi thế. Nhìn thấy tiểu yêu thú kia đang trôi qua đây, Dương Bách Xuyên bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại, mắt càn khôn của hắn nhìn thấy một tiểu yêu thú, dù sao thì cũng chỉ nhìn được chỉ có 100 mét, trong phạm vi này không có con thứ hai. Nếu như không có thiên phú thần thông mắt càn khôn, hắn căn bản không thấy được bên trong lớp sương mù lại ẩn núp một tiểu yêu thú như vậy, nó gần như hòa vào trong sương mù. Cho dù là màu sắc hay là hơi thở cũng đều mang thuộc tính hàn. May mà hắn có mắt càn khôn, nếu không thì quả thật là không nhìn ra. Mắt càn khôn không giống với linh thức là dựa vào hơi thở để cảm nhận dò xét thần hồn, mặc dù toàn bộ phương diện nhưng cũng sẽ có sơ hở, ví dụ như quy tắc cấm chế ở Thái Hoang. Nhưng ở Thái Hoang, linh thức của người khác bị cấm chế, Dương Bách Xuyên lại vẫn có thể sử dụng thông qua không gian hắc liên. Hiện tại ở trong hàn khí, linh thức của hắn cũng đã bị hạn chế. Mắt càn khôn có thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường, xuyên qua hư vọng để nhìn trực tiếp vào bản chất.
Điều này khiến Dương Bách Xuyên có được ưu thế lớn. Trước khi Mộ Trường Phong tiến vào, hắn đã nghiêm túc dặn dò phải thật cẩn thận với yêu hồn trong động, hiện tại xem chính là con tiểu yêu thú có cơ thể hòa làm một thể với khí lạnh này. Dương Bách Xuyên cũng không hề kinh thường, hắn bước chậm về phía trước, chỉ cần con yêu thú không chủ động khiêu khích thì hắn cũng sẽ không ra tay, dù sao yêu thú nhìn như đang lơ lửng trong sương lạnh, cũng chưa chắc sẽ trêu chọc tới hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mắt Càn Khôn dán chặt vào tiểu yêu thú trong khí lạnh, khoảng cách của cả hai dần được thu hẹp lại. 20m, 10m, 5m, 3m, 1m. Cả hai chỉ cách nhau không tới nửa mét. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang ở phía dưới, tiểu yêu thú ẩn trong hàn khí cao hơn hắn một tới 2m, nó vẫn yên lặng như cũ, giống như đám mây lạnh đang trôi lơ lửng. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, có lẽ, không phải yêu thú nào cũng sẽ chủ động tấn công con người, chỉ cần không đi trêu chọc nó thì sẽ an toàn. Trong lòng vừa nghĩ như vậy thì đã có chuyện xảy ra. Lúc này, tiểu yêu ẩn núp hàn khí trôi qua nửa người Dương Bách Xuyên, không hề cử động, nhưng khi Dương Bách Xuyên vừa thả lỏng cảnh giác nó bỗng nhiên cử động. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên cảm giác được một luồng hàn khí còn lạnh hơn gấp 10 lần trong hang động ập tới, giống như cơn gió tạt qua, hắn không có khả năng tránh né. Không khí lạnh lẽo thổi tới bao trùm khắp cơ thể hắn. Nhiệt xúc. Dương Bách Xuyên thầm mắng, hắn biết bản thân đã quá sơ ý. Bị thứ yêu thú có vẻ ngoài trông như cú mèo này làm cho lơ là. Mắt Càn Khôn của hắn nhìn thấy, tiểu yêu kia há miệng thổi ra một luồng khí lạnh, tạo thành một cơn gió mạnh quét qua người hắn. Tấn công như tia chớp, Dương Bách Xuyên vội vàng dùng pháp lực thì đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị đóng băng từ trong ra ngoài, trên người đã kết băng, đông thành một pho tượng đá, ngay cả Trồn Nhi đang ngồi chồm hổm trên vai hắn cũng bị đông cứng. Càn Khôn tạo hóa quyết trong cơ thể nhanh chóng xua đi hàn khí, nhưng cũng không thể hòa tan lớp băng trong thời gian ngắn. Tệ hơn nữa, khi Trồn Nhi bị đông cứng thành băng, tiểu yêu thú trông giống cú mèo cử động, đột nhiên biến thành rắn bay màu trắng bạc, nhỏ cỡ ngón tay. Nhanh như chớp lao vào ngực hắn. Giây sau, Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hắn phát hiện tiểu yêu thú trông như cú mèo, vốn không có động tĩnh gì nhưng lại có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn chui thẳng vào trong cơ thể hắn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một cỗ lạnh tới thấu xương đi thẳng vào trong đan điền của mình. Hắn cũng phát hiện tiểu yêu thay đổi như trong chóng, lúc này lại hóa thành luồng khí chí âm chí hàn. Tiểu yêu có linh tính, có sức mạnh, hơn nữa còn được ngưng tụ từ khí lạnh trong núi. Hơi thở và mọi thứ đều mang thuộc tính hàn, chẳng trách Mộ Trường Phong dặn hắn phải cẩn thận. Giờ thì hay rồi, hắn ngu xuẩn gây ra họa lớn, trái lại còn làm hại tới bản thân, để cho tiểu yêu thú chui vào trong cơ thể, đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể chờ tiểu yêu biến thành rắn phá hủy tử phủ của mình được. Mặc dù cơ thể bị đông cứng, nhưng ý thức của hắn không bị hạn chế. Trong đầu hắn nghĩ, trực tiếp thôi động hai mệnh tinh Thái Dương Thái Âm, Dương Bách Xuyên biết, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh mệnh tinh, nếu không thì cả tử phủ cũng sẽ bị đông cứng. Hai mệnh tinh trong tử phủ tỏa ra luồng ánh sáng một vàng một đen bắt đầu xoay quanh. Mệnh tinh Thái Dương rất bài xích khí lạnh, chuông Đông Hoàng trực tiếp xuất hiện che phủ, chặn lại sự ăn mòn của khí lạnh. Mà sau khi cánh cửa U Đô xuất hiện, mệnh tinh Thái Âm vang lên tiếng nổ, cánh cửa mở rộng ra. Điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ tới là, tiểu yêu vào trong tử phủ đã bị cánh cửa U Đô hút vào bên trong rồi biến mất. Ngay sau đó, khí lạnh trong mệnh tinh Thái Âm cũng được hấp thu toàn bộ, tử phủ của Dương Bách Xuyên đã khôi phục lại như ban đầu. Lớp băng bên ngoài cũng hòa tan, khí lạnh bị mệnh tinh Thái Âm hấp thu sạch. Dương Bách Xuyên mở to mắt, cảm nhận sức mạnh bên trong mệnh tinh Thái Âm đã tăng lên mấy phần. Sau khi lấy lại tinh thần thì lại cực kỳ vui vẻ, hai mệnh tinh của hắn, một cái đại biểu cho chí dương, cái còn lại đại biểu chí âm chí hàn, mà tiểu yêu kia nói cho cùng cũng là một sinh linh được ngưng tụ thành từ khí lạnh trong sơn động. Mặc dù là yêu nhưng lại rất mạnh. Lão đầu từng nói, hắn muốn nâng cao tu vi, tử phủ và hai mệnh tinh cần một lượng năng lượng rất lớn, may mắn là hai mệnh tinh đại diện cho nguồn gốc năng lượng của đất trời âm dương kết hợp có thể hấp thụ bất kỳ sức mạnh nào để sử dụng cho bản thân. Tiểu yêu thú cũng là một loại sức mạnh, mệnh tinh Thái Dương có thuộc tính chí dương sẽ bài xích,
nhưng mệnh tinh thái âm lại thuộc tính hàn khí lạnh bị cánh cửa U Đô luyện hóa, sức mạnh của mệnh tinh cũng được tăng lên. Giờ phút này, trong mắt Dương Bách Xuyên, Mộc Ngưng Hiên đâu có dáng vẻ bị thương gì. Nhìn gã ta nhanh chóng lui về phía sau, miệng giống to lên, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hồi hộp. Trong đầu hắn chỉ có một câu, bị đánh lén. Có lẽ Mộc Ngưng Hiên đã phát hiện hắn theo dõi từ trước. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bốn phương tám pháp có 7-8 đạo khí tức tập trung vào hắn, bên tai có tiếng xé gió truyền đến. Khí tức cường đại lập tức bao phủ lấy hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới mở càn khôn nhãn ra, hắn nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh lao ra từ trong mấy cái sơn động. Những người này không phải ai xa lạ, người cầm đầu chính là Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang. Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ đến truyền tấn phù, Mộ Trường Phong cho hắn truyền tấn phù để sử dụng liên lạc ở đây, trong tay hắn có truyền tấn phù thì người khác cũng sẽ có. Lúc này, hắn nghĩ tới Mộc Ngưng Hiên đã liên lạc với Lưu Giật Trần thông qua truyền tấn phù, có lẽ là khoảng cách giữa hai người bọn họ không xa, lúc này lại tạo cho hắn một cái bẫy, thật nực cười, hắn còn tự đắc bảo chồn nhỏ truy tìm khí tức của Mộc Ngưng Hiên, muốn chém chết Mộc Ngưng Hiên. Hiện tại xem ra là Mộc Ngưng Hiên đã tính kế hắn từ trước. Mộc Ngưng Hiên và Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang vốn là một phe. Giữa cửu đại thánh địa có quan hệ khá tốt với nhau. Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên có thể liên hợp, Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang đương nhiên cũng có thể liên hợp. Giờ khắc này, tinh thần Dương Bách Xuyên chấn động, không dám có chút sơ suất nào. Hắn biết Mộc Ngưng Hiên và Lưu Giật Trần có thể xuất kích thì tất nhiên là đại sát thủ. Thôi thúc kiếm đồ long trong tay, Dương Bách Xuyên lại không nghĩ tới một kích kiếm khí hắc liên lại thành tứ hóa bát, 8 đóa hắc liên phân tán ra bốn phía. Ầm ầm ầm. Dương Bách Xuyên bị bao vây, hắn lập tức dùng một kích tứ hóa bát kiếm khí hắc liên này để phản kích, lúc này, dùng chiêu này phản kích chính là cách phòng ngự tốt nhất. Nếu như có thể đột phá phòng tuyến thì có thể có sơ hở. Nhưng sau khi tiếng nổ vang lên, hàn khí trong sơn động dập dờn giữa kiếm khí đều bị kiếm khí đánh tan tác. Hắn thấy được Lưu Giật Trần đang dẫn đầu bốn phía, đệ tử Bách Luyện Sơn Trang hợp thành trận pháp, trong tay mỗi người đều có pháp khí bộc phát vầng sáng đủ loại màu sắc. Một kích tứ hóa bát hắc liên của Dương Bách Xuyên đã khuếch tán kiếm khí hắc liên ra, nhưng vẫn bị những người này gắng gượng ngăn cản được. Một kích tan tành, mất đi hiệu lực. Lúc này, chỉ nghe Lưu Giật Trần cười lạnh nói, tiểu tử, ta biết ngươi xuất kiếm lợi hại, Lãnh Tiêu Giật và Trình Vĩ Khang đều không ngăn cản được một kiếm của ngươi, nhưng ở trước mặt Lưu Giật Trần ta, ngươi nhất định phải thất vọng. Cho ngươi nếm thử luyện ngục trận bách luyện của Bách Luyện Sơn Trang ta, cho ngươi biết thánh địa bọn ta không đơn giản như trong tưởng tượng của tiểu tử ngươi. Lưu Giật Trần cười lạnh, sau khi nói xong, trong tay hắn ta có một thanh pháp khí giống như Phật Trần, vung lên về phía Dương Bách Xuyên rồi nói. Chư vị sư đệ nghe lệnh, bách luyện luyện ngục liệt hỏa trận, khởi động. Tuân theo hiệu lệnh của sư huynh. 7 đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang đồng thanh nói. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lưu Giật Trần, pháp khí trong tay mỗi người đều sáng lên, hơn nữa trên người mỗi người đều bộc phát hào quang, khí tức tăng mạnh. Dương Bách Xuyên bị bọn họ vây ở giữa trận pháp, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Ở trong trận pháp, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng sinh sôi vận chuyển không ngừng đến từ trận pháp mà đám người Lưu Giật Trần tạo thành, tạo nên kết giới trận pháp rất cường đại. Hơn nữa, hắn cũng hiểu về trận pháp chi đạo, cũng nhìn ra đám người Lưu Giật Trần đang tạo thành trận pháp bát quái. Trong trận pháp chi đạo, bát quái trận là trận pháp cơ sở, nhưng cũng là trận pháp có căn cơ thâm hậu, rất nhiều trận pháp đều được tiến hóa ra từ trận pháp cơ sở. Sau khi nghiên cứu kỹ về trận pháp bậc này, thực ra có thể phát huy ra uy lực rất lớn, rất khó đối phó. Giống như giờ phút này, Dương Bách Xuyên không thể nào tìm thấy sơ hở. Hơn nữa, trận này là do 8 cao thủ độ kiếp tạo thành, có thể không ngừng cộng hợp lực lượng ở xa xa, gần như không có điểm yếu. Muốn phá trận pháp bậc này chỉ có 2 cách, thứ nhất chính là dùng sinh môn của trận pháp để phá trận, thế nhưng trong chốc lát Dương Bách Xuyên nhìn không ra sinh môn ở chỗ nào. Thứ hai là dùng lực lượng siêu cường cưỡng ép phá trận. Nếu không, hắn biết mình sẽ bị đám người Lưu Giật Trần này giày vò đau khổ đến chết trong trận pháp. Sau khi Lưu Giật Trần ra lệnh,
Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm nhận được khí nóng đi ra từ trong trận pháp, trong không khí có từng đóa hỏa diễm đột nhiên xông ra, uy lực còn cường đại hơn gấp mấy lần so với chân hỏa bình thường. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn nội công ngoại công vội vàng ngăn cản, có thể ngăn cản tạm thời nhưng tất nhiên không thể duy trì thời gian dài. Lúc này, hắn biết chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép phá trận mới được. Hắn vận dụng kiếm đồ long trong tay rồi giống to, bát hoang quy nhất, mở cho ta. Kiếm khí cường đại phát động bốn phía, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm, chém ra ngoài. Lưu huynh cẩn thận, kiếm khí của tiểu tử này rất mạnh, ngay cả ta cũng khó có thể ngăn cản. Mộc Ngưng Hiên ở một bên nhắc nhở, sau khi gã ta bị sáu thanh kiếm cắn trả thì bây giờ trong lòng gã ta vẫn còn sợ hãi kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy thanh kiếm của Dương Bách Xuyên từ trong trận pháp đi ra, gã ta nhìn không được nhắc nhở Lưu Giật Trần. Mộc Ngưng Hiên biết trận pháp chi đạo của Bách Luyện Sơn Trang rất mạnh, nhưng cũng không chắc là tám người Lưu Giật Trần đang tạo thành trận pháp thì có thể ngăn cản một kiếm của Dương Bách Xuyên không. Hừ! Lưu Giật Trần hừ lạnh, pháp khí trong tay phát động biến ảo, lại cười lạnh nói, Mộc huynh yên tâm, luyện ngục trận Bách Luyện của Bách Luyện Sơn Trang ta không phải chỉ để trưng bày, cho dù là hạng người đại thừa ở trong đó cũng đừng nghĩ thoải mái huống chi là một tiểu tử như hắn. Mộc huynh nhìn xem. Ta cho ngươi mở mang tầm mắt, chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, mẹ nó, sao xưng là sư tổ của Trường Sinh Điện cái gì chứ? Trường Sinh Điện có loại sư tổ này, chư vị sư đệ, gia tăng sức lực luyện chết tiểu tử này cho ta, Lưu Giật Trần ngoan độc nói, cái chết của Thẩm Bạch và Trình Mân Khang đã làm cho Lưu Giật Trần rất tức giận. Điều quan trọng nhất chính là Lưu Giật Trần rất coi trọng chồn tầm bảo của Dương Bách Xuyên. Chấm 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 chấm. Một phát kiếm của Dương Bách Xuyên đã dùng hết toàn lực, hắn cũng không biết một kiếm của mình có thể phá vỡ trận pháp của đám người Lưu Giật Trần hay không. Một phát kiếm của Dương Bách Xuyên đã dùng hết toàn lực, hắn cũng không biết một kiếm của mình có thể phá vỡ trận pháp của đám người Lưu Giật Trần hay không. Kiếm quang sáng chói lóe lên mà phát động. Ầm. Toàn bộ trận pháp cũng vì đó mà chấn động, phát ra âm thanh chấn động nặng nề. Khí tức trên người đám người Lưu Giật Trần không ngừng tăng lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng trùng xuống, một nhát kiếm của hắn không thể phá vỡ kết giới của trận pháp. Trận pháp vẫn không hề lay chuyển chút nào. Ha ha ha, tiểu tử, người thật sự cho rằng trận pháp của Bách Luyện Sơn Trang ta chỉ để trưng bày thôi sao, chư vị sư đệ, luyện hóa cho ta, trong tiếng cười điên cuồng của Lưu Giật Trần, Phật Trần trong tay hắn ta không ngừng vung ra. Mà Dương Bách Xuyên ở trong trận pháp càng cảm thấy nhiệt độ đang tăng lên, trong lòng hắn càng lúc càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị luyện hóa. Kiếm đồ long trong tay lại phát lực lần nữa, một hơi chém ra ba kiếm. Ba kiếm này làm cho trận pháp rung chuyển dữ dội, trong đó có ba đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang đã chảy máu từ khóe miệng. Nhưng, trận pháp vẫn không hề bị phá vỡ. Vả lại. Bốn kiếm trước sau của Dương Bách Xuyên đã tiêu hao pháp lực rất lớn trong cơ thể, hắn biết không thể dùng kiếm, thứ nhất là phá không được, thứ hai là pháp lực không đủ, đến lúc đó hắn sẽ bị Lưu Giật Trần luyện hóa mất. Hiện giờ, tự bảo vệ mình ở trong trận pháp này cũng trở thành vấn đề lớn. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, để đám người bị Lưu Giật Trần luyện hóa như thế. Trong lòng hắn vừa động, thúc giục hai đại mệnh tinh. Chuông Đông Hoàng hiện lên. Cánh cửa U Đô hiện lên, tượng thần hiện lên. Có chuông Đông Hoàng hiện lên để phòng ngự, hắn lập tức cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, trong tai truyền đến một tiếng thét dài. Chi, chi. Chồn nhỏ bên người hắn đã biến thân rồi. Chồn nhỏ vẫn luôn ở bên người hắn mà không có động tĩnh gì, chịu đựng đến giờ khắc này lại dựng hết lông tơ mà phát động biến thân, vèo một cái đã hóa thành một đạo kim quang vọt lên. Mục tiêu chính là vị trí mà bốn kiếm trước đó của Dương Bách Xuyên đánh trúng. Tuy là bốn kiếm trước đó của Dương Bách Xuyên không hề phá vỡ trận pháp của Lưu Giật Trần, nhưng cũng cưỡng ép làm cho khóe miệng của ba tên đệ tử chảy máu, đây chính là sơ hở. Giờ phút này, chồn nhỏ xông lên, hai chân trước tỏa ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, móng vuốt vô cùng sắc bén lập tức cào về phía kết giới của trận pháp. Xoạt! Một âm thanh thanh thúy vang vọng. Cuối cùng kết giới trận pháp cũng vỡ tan. Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, hắn không ngờ móng vuốt của chồn nhỏ lại sắc bén đến mức này,
bốn kiếm trước đó của hắn không thể phá vỡ kết giới trận pháp nhưng chỉ với một kích móng vuốt của chồn nhỏ lại có thể phá được. Bên ngoài trận, nụ cười trên mặt Lưu Dật Trần trở nên méo mó, sắc mặt đại biến. Những người khác đương nhiên cũng nôn ra máu. Một kích này của chồn nhỏ chẳng khác nào phá được khí tức của bọn họ, phá pháp của bọn họ. Cả người Mộc Ngưng Hiên cũng run lên, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mộc Ngưng Hiên đã từng chịu thiệt thòi ở trong tay Dương Bách Xuyên nên gã ta hiểu rất rõ, nếu Dương Bách Xuyên xuất ra trận pháp kiếm khí trong tay hắn thì không thể nào ngăn được. Hơn nữa, Mộc Ngưng Hiên biết trong người mình vẫn đang bị thương, càng không thể nào chống lại công kích của Dương Bách Xuyên. Mà lúc Dương Bách Xuyên thấy chồn nhỏ đã phá vỡ kết giới trận pháp, hắn cũng giống to một tiếng, dốc hết toàn lực thôi thúc kiếm đổ long trong tay. Hắc Liên Tứ Hóa Bát Kiếm, chết! Kiếm khí bắn ra, nổ tung đầy trời. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong phút chốc đã có ba người đệ tử Bách Luyện Sơn Trang bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên phanh thây rồi ngã xuống. Lưu Dật Trần hồn phi phách tán, chỉ đành hét lớn, đi. Dương Bách Xuyên cười lạnh, muốn đi mà được. Vừa dứt lời, hắn liên tục phung kiếm đồ long trong tay chém ra, kiếm khí tung hoành. Thấy đám người Lưu Dật Trần muốn chạy trốn, Dương Bách Xuyên liên tục phung chém kiếm đồ long trong tay ra, đi cắt đứt đường lui của bọn họ. Sau khi trận pháp bị phá, Lưu Dật Trần và những người khác không chắc có thể ngăn cản được kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Mộc Ngưng Hiên và Lưu Dật Trần là người chạy trốn đầu tiên nhưng vẫn bị cưỡng ép ngăn cản lại, không phải là không muốn chạy, mà là bọn họ không dám gắng gượng đụng vào kiếm khí Dương Bách Xuyên. Không dám. Lưu Dật Trần và Mộc Ngưng Hiên có năng lực tránh né kiếm khí phong mang của Dương Bách Xuyên, nhưng những cái khác lại không may mắn như thế. Bốn gã đệ tử của Bách Luyện Sơn Trang đã bị Dương Bách Xuyên cho kiếm khí phanh thây. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu, bởi vì sau khi chồn nhỏ phá vỡ kết giới trận pháp, Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất kích nên đám người bọn họ hoàn toàn không kịp tránh đi ngay, chỉ có Mộc Ngưng Hiên và Lưu Dật Trần đã cảm thấy không ổn từ trước nên mới tránh né trước, nhưng vẫn bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên chặn lại. Lúc này, bốn người ở trước mặt đều đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, cặp mắt Lưu Dật Trần đỏ ngầu. Những người chết đi đều là sư đệ của hắn đấy. Chết tiệt, Dương Bách Xuyên, ta phải giết ngươi. Đôi mắt Lưu Dật Trần đỏ bừng lên, ban đầu thấy tình huống không ổn nên muốn rút đi cũng không đi được vì bị Dương Bách Xuyên ngăn cản lại. Quan trọng là trong nháy mắt đã bị Dương Bách Xuyên giết chết bốn sư đệ của mình, đây là điều Lưu Dật Trần không thể chấp nhận được. Trong cơn giận dữ, Phật Trần trong tay Lưu Dật Trần phát động vung vẩy, hào quang lóe ra, bên cạnh Lưu Dật Trần xuất hiện ba người. Nói chính xác là ba người mặc giáp sắt, có thể nhìn thấy dung mạo nhưng đều là vẻ mặt không có chút cảm xúc gì. Ba người xuất hiện ở bên cạnh Lưu Dật Trần này lọt vào mắt Dương Bách Xuyên thì lại khác, bọn họ cho hắn ảo giác giống như là người máy vậy. Hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện ba người xuất hiện bên cạnh Lưu Dật Trần không phải là người mà là khôi lỗi nhân. Không tồn tại khí tức của sự sống nhưng năng lượng dao động lại vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên cảm giác bọn họ đã vượt qua độ kiếp đại viên mãn. Điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên kinh sợ. Nhưng lúc này hắn không hề dừng lại, giống như mãnh hổ xuống núi, không ngừng xuất kiếm, hắn biết lúc này phải lấy tinh thần hăng hái giết địch, không thể để cho những người này có cơ hội bình tĩnh lại. Chi chi, chi. Giờ phút này chồn nhỏ cũng không nhàn rỗi, trong tiếng giống giận dữ. Nó phát động ra công kích cường thế về phía mấy đệ tử còn lại của Bách Luyện Sơn Trang. Lúc này, chồn nhỏ quả nhiên là hóa thân thành mãnh hổ, thật sự rất hung mãnh, để lộ móng vuốt và răng nanh sắc bén trước mặt các đệ tử Bách Luyện Sơn Trang. Tốc độ thân pháp của chồn nhỏ cũng không hề chậm chút nào, tàn ảnh quỷ dị xuyên qua chỗ này, mỗi một lần xuất thủ đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Móng vuốt tứ chi của chồn nhỏ có thể so với pháp khí cao cấp, vô cùng sắc bén lạ thường, phi kiếm của Mộc Ngưng Hiên cũng không ngăn cản nổi một kích móng vuốt của chồn nhỏ, huống chi là những đệ tử này của Bách Luyện Sơn Trang. Nhìn chồn nhỏ đại phát thần uy giết hai người, Dương Bách Xuyên cũng bị chấn động, hắn dựa vào kiếm đồ long trong tay mới có thể phát huy ra thực lực cường đại, mà chồn nhỏ sau khi biến thân chỉ dựa vào móng vuốt sắc bén đã có thể có uy lực như thế, trước mắt làm cho lòng hắn rung động. Nhưng nhìn thấy chồn nhỏ có thể có phát huy ra công kích cường thế như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên càng vui mừng hơn.
Lúc này, một kiếm của hắn chém tới Lưu Giật Trần nhưng lại phát hiện mình chém trúng một con khôi lỗi cấp thấp do Phận Trần trong tay Lưu Giật Trần xuất kích. Keng keng. Một kiếm của Dương Bách Xuyên chém vào trên người khôi lỗi nhân toát ra hỏa tinh, làm cho khôi lỗi nhân chấn động, nhưng lại không ngã xuống, thậm chí còn không có chút thương tổn đến khôi lỗi nhân. Lần này, trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động. Ngay sau đó, hắn thấy Lưu Giật Trần vung Phật Trần trong tay ra lần nữa, lại là một khôi lỗi nhân công kích về phía hắn. Mà ba người khôi lỗi lại trực tiếp đi về phía chồn nhỏ. Lưu Giật Trần nhìn thấy chồn nhỏ liên tục chém chết những sư đệ khác, trong lòng hắn ta hận không thể băm xác chồn nhỏ thành vạn mảnh, trong lòng hắn ta rõ ràng không thương tiếc chồn nhỏ nữa, chồn nhỏ không chỉ giết chết hai sư đệ của hắn ta mà còn có thể mang đến phiền phức rất lớn cho hắn ta. Vào lúc này, Dương Bách Xuyên lại công kích vào hai khôi lỗi nhân. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn thấy một kiếm của mình không gây nên thương tổn gì đối với khôi lỗi nhân, hắn lập tức hiểu ra, chỉ dựa vào công kích bình thường thì đừng hòng chém được khôi lỗi của Lưu Giật Trần. Cho nên, sau một khắc, Dương Bách Xuyên thi triển ra bát hoang quy nhất kiếm. Kiếm khí chói mắt chém một phát về phía một con khôi lỗi nhân đang xông về phía hắn. Răng rác. Cuối cùng một kiếm này cũng có tác dụng, nhát kiếm chém ra một đường rất dài trên người khôi lỗi nhân này, sau đó ở lại trong lồng ngực khôi lỗi nhân. Ngay sau đó, động tác của con khôi lỗi này chậm lại. Dương Bách Xuyên đã từng nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, cần từng luyện chế qua khôi lỗi phân thân, đương nhiên biết khôi lỗi nhân cũng có nhược điểm. Khôi lỗi nhân của Lưu Giật Trần nhìn có vẻ năng lượng cường đại dồi dào nhưng không phải không có nhược điểm, chỉ cần đánh trúng nhược điểm của khôi lỗi nhân có cường đại hơn nữa cũng có thể đánh bại. Nhược điểm của khôi lỗi nhân là minh văn trận pháp và năng lượng chống đỡ trong lồng ngực. Mà Dương Bách Xuyên cũng là biết làm thế nào xuống tay công kích chúng nhược điểm của khôi lỗi nhân. Một kiếm đã phế bỏ một khôi lỗi nhân của Lưu Giật Trần, điều này khiến Dương Bách Xuyên âm thầm vui vẻ. Nhưng cũng vào lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên nhảy dựng lên, cảm nhận được nguy hiểm rất lớn đang tới gần. Ngay sau đó, trong tầm mắt, khôi lỗi nhân bị hắn tập trung đánh đã ngã xuống. Nhưng mà lúc ngã xuống, lại phát hiện một quyền của khôi lỗi thứ hai đang đánh tới. Chạm. Phụt. Dương Bách Xuyên rõ ràng đã thấy được một quyền công kích của khôi lỗi nhân thứ hai nhưng hắn lại không có thời gian tránh né, lồng ngực chợt bị khôi lỗi nhân thứ hai đánh trúng. Trong nháy mắt bị đánh trúng, Dương Bách Xuyên hộc máu tại chỗ, cảm nhận được lồng ngực gần như sụp đổ, xương cốt đều bị con khôi lỗi thứ hai cắt đứt. Một kiếm của hắn chỉ tập trung đối phó khôi lỗi thứ nhất. Lưu Giật Trần đã đồng thời khống chế khôi lỗi thứ hai khởi động công kích, hoàn toàn cho hắn thời gian phản ứng. Đòn công kích gây ra 1.000 vết thương cho kẻ địch nhưng tổn 2.800 sát thương cho mình. Dương Bách Xuyên hủy đi một khôi lỗi nhân của Lưu Giật Trần, Lưu Giật Trần sự hủy diệt của một khôi lỗi để đổi lấy Dương Bách Xuyên bị trọng thương. Một kích này đã giúp Lưu Giật Trần giành phần thắng, bởi vì hắn ta chỉ hao tổn một khôi lỗi nhân mà Dương Bách Xuyên lại bị thương bản tôn. Bị một kích của khôi lỗi nhân thứ hai đánh trúng, thân thể Dương Bách Xuyên giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hơn nữa, sau khi một kích của Lưu Giật Trần thành công, hắn ta lại vung Phật Trần trong tay lên lần nữa, khống chế con rối lấn người bay về phía Dương Bách Xuyên, muốn một kích giết chết hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên sao có thể để Lưu Giật Trần thực hiện dễ dàng như thế? Vào thời khắc mấu chốt nhất, khóe mắt Dương Bách Xuyên lại thấy được ngân quang lấp lánh đang phát động. Cũng là phát hiện Mộc Ngưng Hiên chém ra một kiếm. Trước đó, Mộc Ngưng Hiên đã bị Dương Bách Xuyên làm cho bị thương nặng nên gã ta vẫn luôn rất kiêng dè Dương Bách Xuyên. Ngay lúc Dương Bách Xuyên vừa mới đột phá kết giới trận pháp của Lưu Giật Trần, gã ta đã muốn chạy trốn nhưng vẫn bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên cả lại. Gã ta vừa đảo mắt thấy Lưu Giật Trần khống chế khôi lỗi nhân làm cho Dương Bách Xuyên bị thương nặng mà bay ngược ra ngoài, lúc này Mộc Ngưng Hiên sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Lúc này, gã ta phát động một kiếm về phía Dương Bách Xuyên, thân là đệ tử Thánh Địa, nếu như chút cơ hội nhỏ nhoi này mà gã ta cũng không bắt được, vậy thì không được gọi là tinh anh của Thánh Địa. Lúc này Dương Bách Xuyên thật sự gặp phải sát chiêu sinh tử. Nhưng cho dù là thế, Dương Bách Xuyên vẫn không bối rối, bây giờ hắn cũng không phải là người mới bước vào tu chân giới, hắn có thể trưởng thành đến hôm nay hoàn toàn có thể nói là nhờ từng cuộc chém giết mà trưởng thành như bây giờ.
hắn cũng biết là càng rơi vào thời khắc sinh tử thì đầu óc càng phải bình tĩnh, một khi chính mình làm rối loạn trận địa, xảy ra chút trở ngại thì coi như cả bàn đều thua. Đối mặt với khôi lỗi của Lưu Dật Trần và công kích của Mộc Ngưng Hiên, Dương Bách Xuyên cũng có át chủ bài, trong lòng hắn hơi động để liên lạc với không gian bình càn khôn. Sau một khắc, tất cả đá đả tiên, Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Mai Tỷ đều bị Dương Bách Xuyên triệu hoán ra. Gào. Gừ gừ. Mai Tỷ xuất hiện với thân hình kim long, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp sơn động, truyền đi rất xa. Hàn khí của cả sơn động đều bị một tiếng rồng ngâm này của Mai Tỷ hét lên mà tiêu tán. Thú Ngũ Hành cũng là gầm lên giận dữ. Vết thương lúc trước của nó cũng đã bình phục nhờ tác dụng của nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên, cũng đã chữa trị khôi phục ở trong không gian bình càn khôn, lúc này bị Dương Bách Xuyên triệu hoán ra, nó cũng đang trong trạng thái sống lại đầy máu. Hơn nữa, lần này xuất hiện còn có Mai Tỷ, sau khi Mai Tỷ hóa thân thành chân long, nàng ta vẫn luôn tu luyện ở đáy dưới đáy long cung của Hồ Long Ngư trong không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên cũng không biết Mai Tỷ hiện giờ đã trưởng thành đến giai đoạn nào, nhưng hắn tin tưởng thực lực của Mai Tỷ ngày hôm nay tất nhiên sẽ không yếu. Một tiếng rồng ngâm cao ngất vô cùng vang dội, nghe qua có vẻ cường đại hơn so với hơn trăm năm trước rất nhiều. Quả nhiên, Mai Tỷ vừa xuất hiện thì trong miệng đã phun ra một đạo kim quang vọt đến kiếm khí của Mộc Ngưng Hiên, trong nháy mắt, kiếm khí của Mộc Ngưng Hiên đã bị long tức trong miệng Mai Tỷ phun ra làm bốc hơi. Mà Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Đá Đả Tiên cũng trực tiếp công kích khôi lỗi thứ hai của Lưu Dật Trần. Con khôi lỗi thứ hai của Lưu Dật Trần dứt khoát ngã xuống đất. Dương Bách Xuyên ngồi trên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhe răng híp mắt cười một trận. Kim Long, Thú Ngũ Hành, Lục Yên Chi và Đá Đả Tiên đột nhiên xuất hiện, cùng tấn công khiến Mộc Ngưng Hiên và Lưu Dật Trần sợ hết hồn. Mộc Ngưng Hiên thấy Kim Long thổi một hơi đánh tan kiếm khí của mình, trong lòng trở nên hoảng loạn. Gã ta biết đó là hơi thở của rồng trong truyền thuyết, mà nỗi chấn động lớn hơn là xuất hiện một con rồng. Gã ta biết con rồng này chắc chắn là Dương Bách Xuyên gọi ra. Mộc Ngưng Hiên càng thêm e sợ Dương Bách Xuyên. Gã ta cứ tưởng sau khi Dương Bách Xuyên bị thương, mình có thể dậu đổ bìm leo, nhưng nào ngờ đối phương có thể gọi ra nhiều trợ thủ nhanh đến vậy. Gã ta vô cùng sợ hãi, chỉ có một suy nghĩ, chạy. Khi Mộc Ngưng Hiên xoay người toan chạy trốn, một tia chớp màu vàng nhanh chóng bổ tới. Phụt. Mộc Ngưng Hiên chỉ cảm thấy toàn thân tan rã, lúc này gã ta mới phát hiện đó không phải tia chớp mà là kim long vẫy đuôi quất vào người mình. Gã ta đập vào vách sơn động, khiến cả sơn động cũng rung chuyển theo. Mộc Ngưng Hiên phụt máu, đôi mắt mất tiêu cự, tầm mắt tối sầm, không còn ý thức. Gã ta bị thần long vẫy đuôi quật chết. Lưu Dật Trần ở bên kia sợ bay màu. Ba con rối của hắn ta đã bị Dương Bách Xuyên phá hủy một con đang giằng co với chồn tinh, nhưng tốc độ của con chồn kia quá nhanh, con rối của hắn ta hoàn toàn không đánh được. Con rối thứ ba bị Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi quấn lấy, không thoát thân được. Lưu Dật Trần biết tình thế không thể cứu vãn, hắn ta bèn động não suy nghĩ, lập tức dán một tấm bùa lên người, thoát cái đã biến mất tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.